Thần y trở lại. Ngô Bình. Chu Nguyên Thông này thật không đơn giản, ở tiên đình mà cũng có mối quan hệ, kiếp trước còn là một vị đại la kim tiên, hắn hẳn là biết một số tin tức nội bộ. Chu Nguyên Thông vuốt chòm râu, nói em ba, nếu không phải là chú hỏi chuyện này, anh nhất định sẽ nói là không biết. Nhưng hai ta là anh em, nếu chú đã hỏi, tất nhiên anh phải nói cho chú biết rồi. Chỉ là những gì anh biết có hạn, nói ra cũng không chắc chuẩn xác. Ngô Bình cười nói, đại ca không cần trịnh trọng như vậy, em chỉ tò mò mà thôi. Chu Nguyên Thông gật đầu, khoảng thời gian trước anh gặp mặt mấy người bạn cũ, còn nhắc tới chuyện này. Lai lịch của tiên điện thiên võ này cực kỳ kinh người, truyền thừa của nó đến từ điện đường võ đạo, mà điện đường võ đạo không thuộc về vũ trụ của chúng ta. Cho nên sự xuất hiện của nó hứng chịu bài xích của toàn bộ vũ trụ. Từ trong sâu thẳm, một số đại năng cảm ứng được nhân quả trong đó, thế là không hẹn mà cùng muốn diệt trừ tiên điện thiên võ. Cuối cùng, bọn họ hợp sức với nhau, bày bố cục diện chết chắc, hoàn toàn xóa bỏ tiên điện thiên võ. Nói đến đây, hắn nói, em ba, chú đúng là mạng lớn, nếu tiến vào tiên điện thiên võ trong khoảng thời gian trước, e rằng bây giờ chú cũng đã tan thành mây khói cùng với tiên điện thiên võ rồi. Ngô Bình nhíu mày, thì ra là thế. Chu Nguyên Thông, trên đây chỉ là suy đoán của một số người, đúng hay không anh cũng không biết. Ngày hôm đó, Ngô Bình ở lại phủ đại đô đốc, lại luyện chế ra một ít long tượng thần đan. Dựa theo giao hẹn, trong số đan dược luyện ra, anh giữ một nửa còn lại đưa cho Chu Nguyên Thông. Ngày hôm sau anh lại đi tới giáo trường, kiểm tra động tác thứ nhất mà anh dạy kia. Bởi vì sợ bị phạt, cộng thêm động tác này cũng không phải rất khó, cho nên ai ai cũng cố gắng luyện tập, có một số người buổi tối không nghỉ ngơi, luyện đi luyện lại. Mỗi một lần luyện tập, những người này đều nhận thấy thân thể đạt được lợi ích, nhất thời cảm thấy động tác này cực kỳ bất phàm, thế là càng dốc sức luyện tập hơn. Trên giáo trường, hơn nghìn người đồng loạt thực hiện cùng một động tác. Mà khi bọn họ thực hiện động tác này, giữa người và người mơ hồ có sự liên hệ, khí tức của bọn họ tụ lại một chỗ, hình thành một luồng sức mạnh kinh khủng. Ngô Bình phát hiện mọi người đều làm không tệ, đương nhiên cũng có một vài trường hợp cá biệt làm không ổn, anh dứt khoát gọi ra, tiến hành trừng phạt ngay tại chỗ. Tiếp theo, anh lại truyền thụ động tác thứ hai, động tác này lấy động tác thứ nhất làm cơ sở, độ khó tăng gấp đôi. Các tướng sĩ không dám lơ là, mở to mắt nhìn, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết. Lần này, Ngô Bình thực hiện 10 lần, mỗi một lần thực hiện anh đều giảng giải chi tiết. Sau 10 lần, đã có một bộ phận nắm giữ được mấu chốt. Ngô Bình để bọn họ tiếp tục luyện tập, mà anh thì chào hỏi Chu Nguyên Thông, sau đó dẫn Đinh Mặc đến học phủ truyền kỳ. Học phủ truyền kỳ tuyển sinh bên ngoài, chỉ cần đạt được điều kiện nhất định là có thể tham gia kiểm tra đánh giá. Đồng thời, thành tích kiểm tra đánh giá nằm trong 10 hạng đầu sẽ được thưởng lớn. Anh vốn tự đi, nhưng Đinh Mặc rất tò mò, nhất định muốn đi theo. Thật ra Chu Nguyên Thông cũng muốn đi, chỉ là việc quân quấn thân, không cách nào rời đi. Hai người độn hành một đoạn, đi đến vị trí của học phủ truyền kỳ. Nơi này vốn là vị trí của dãy núi Côn Luân. Sau khi triển khai không gian gập, nơi này bỗng xuất hiện mấy triệu ngọn núi lớn, kéo dài trăm vạn dặm. Điều này khiến Ngô Bình nhớ đến sự kiện báo danh rầm rộ của Thiên Đạo Môn, xem ra sức ảnh hưởng của học phủ truyền kỳ vẫn hơn Thiên Đạo Môn. Đinh Mặc, đó là chuyện bình thường, tiên đình muốn xây dựng nó thành học phủ mạnh nhất thế giới. Anh nghe nói không chỉ ở hạ giới, ngay cả thiên tài ở thế giới bên ngoài cũng đến nhập học. Nhìn hàng người thật dài. Ngô Bình nhíu mày, cứ thế xếp hàng không biết phải đợi bao lâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này Đinh Mặc chú ý tới một tấm bia đá cực lớn, trên đó ghi chi tiết việc đăng ký, anh ta nhìn lướt qua, cười nói, này, chú không cần xếp hàng giống bọn họ, trên đó có nói, nếu như thân phận là chân nhân truyền kỳ, chân quân truyền kỳ, võ tông truyền kỳ, có thể đi đường tắt, trực tiếp tham gia khảo hạch. Ngô Bình đọc kỹ lại. Nhưng không phải trên đó đã viết rất rõ rồi sao, anh cười nói, vậy thì tốt, chúng ta đi đường tắt xem sao. Cách đó không xa có một cánh cổng, trước cổng có hai vị tu sĩ, khác hẳn với những cánh cổng đông người tấp nập khác, cánh cổng này rất vắng vẻ, chẳng có lấy một con chim. Hai người nhìn Ngô Bình đi đến, lập tức lấy lại tinh thần, một người hỏi, người đến là tu sĩ truyền kỳ. Ngô Bình lấy huy hiệu võ vương truyền kỳ 9 sao của mình ra nói, đúng thế, tôi đến tham gia khảo sát của học phủ truyền kỳ. Nhìn thấy đánh dấu võ vương truyền kỳ 9 sao,
Hai tu sĩ ngạc nhiên, một người nói, được, đi theo tôi. Đinh Mặc nói, em ba, anh ở ngoài đợi chú. Ngô Bình đi theo một người trong đó bước vào cánh cổng màu đỏ. Cánh cổng mở ra, là một con đường bằng đá rất dài, đi được một đoạn thì đến trước một cung điện. Một vị tu sĩ trung niên bước ra từ trong cung điện, ông ta hỏi thăm tình huống của Ngô Bình, vui vẻ nói, võ vương truyền kỳ 9 sao, thật là hiếm có. Tôi là giáo viên của học phủ truyền kỳ Triệu Hàn Sơn, sau này tôi sẽ là người phụ trách hướng dẫn cậu hoàn thành bài kiểm tra đánh giá tiếp theo. Ngô Bình rất khách sáo, thầy Triệu vất vả rồi. Triệu Hàn Sơn, đừng khách sáo, đi theo tôi. Hai người bước vào cung điện, có không ít người ở trong đó. Ngô Bình bước vào, họ đồng loạt nhìn về phía anh với ánh mắt mong đợi. Triệu Hàn Sơn cười nói, các giáo viên này sẽ tiến hành các mục khảo sát với cậu, cậu yên tâm đi. Kết quả khảo sát của họ rất chính xác, nếu cậu thật sự là thiên tài, tuyệt đối sẽ không bị bỏ qua. Ngô Bình nhìn nhiều người như vậy nói, phải kiểm tra rất nhiều lần sao? Triệu Hàn Sơn, cũng không nhiều, 15 bước. Bước đầu tiên khá đơn giản, chủ yếu kiểm tra nguyên anh của cậu. Nói rồi ông ta dẫn Ngô Bình đến trước một tấm gương rất lớn. Tấm gương cao 5 mét, rộng 3 mét, xung quanh đều có hai tu vi áo vàng mỉm cười chào anh. Dù sao cũng là võ vương truyền kỳ 9 sao, tương lai rất có tiền đồ nên những người này đều cực kỳ khách sáo với anh, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng và thiện ý. Một tu sĩ mặc áo vàng chỉ vào tấm gương nói, khảo sát nguyên anh có 3 bước, bây giờ tiến hành bước thứ nhất. Cậu Ngô, hãy phóng nguyên anh ra rồi đưa nó vào tấm gương trước mặt cậu. Tấm gương này là một món pháp khí, nó có thể đo lường tiềm năng nguyên thần hiện tại của cậu, ở một bước này không có điểm cao nhất, tiềm năng của cậu càng lớn. Điểm càng cao. Ngô Bình, bước này có bao nhiêu điểm? Triệu Hàn Sơn cười nói, họ sẽ tổng hợp điểm của 3 bước khảo sát, sau đó lấy ra điểm cuối cùng của Nguyên Anh cậu. Mà điểm Nguyên Anh sẽ tính vào tổng điểm cuối cùng của cậu. Chúng ta xếp hạng tổng điểm của mọi người, 10 người đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng lớn. Ngô Bình gật đầu, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tu sĩ áo vàng, hãy phóng Nguyên Anh ra. Ngô Bình đứng thẳng bất động. Trên đỉnh đầu phóng ra một vầng sáng có khí tức đáng sợ, mọi người vẫn chưa nhìn rõ thì nó đã lao vào trong tấm gương. Mặt gương dao động như sóng nước, sau đó thần anh đi vào. Đi vào trong gương, Ngô Bình cảm nhận được xung quanh có rất nhiều khí tức tiếp xúc với anh, thông tin liên quan đến thần anh của mình bị chúng nó nắm bắt rồi nhanh chóng tính toán. Bề ngoài tấm gương lại khôi phục bình thường, trên mặt gương xuất hiện điểm sáng màu đỏ, từ nơi xa bay đến. Sau đó tụ lại thành một quả cầu ánh sáng ở vị trí chính giữa. Giáo viên phụ trách khảo sát đều đang nói chuyện phiếm đều vây lại xung quanh xem. Vừa rồi là một thần anh, có người ngạc nhiên nói, không hổ là võ vương truyền kỳ 9 sao, khí tức trong thoáng chốc đó đều khiến tôi phải chấn động, nếu thần anh của cậu ta hoàn toàn được phóng ra, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Ừ, đúng là thần anh cực mạnh, nhưng sau này thế nào vẫn phải xem tiềm năng thần anh của cậu ta. Dù sao thực lực chỉ đại diện cho hiện tại, tiềm năng mới đại diện cho tương lai. Mọi người nhìn xem, bây giờ quả cầu ánh sáng đã là màu đỏ rồi. Tiềm năng màu trắng là bình thường, màu đỏ là tầm trung, thiên tài là màu bạc, thiên kiêu là màu vàng kim, thiên kiêu siêu cấp là màu tím, vô thượng chí tôn là màu vàng tím. Người đó vừa nói xong, màu của quả cầu sáng đã biến thành màu bạc. Đổi màu rồi, màu bạc của thiên tài, cũng khá tốt. Nhưng vừa dứt lời, màu bạc lại biến thành màu vàng kim, thoáng chốc biến thành màu tím. Mọi người đều bật cười thì thấy vô số điểm sáng màu tím tụ lại một chỗ, quả cầu sáng ngày càng sáng, sáng đến một mức nhất định thì biến thành màu vàng tím. Mọi người hít khí lạnh nói, màu vàng tím, vô thượng chí tôn. Điểm sáng vẫn đang liên tục xuất hiện, quả cầu sáng màu vàng tím ngày càng lớn, cuối cùng như một mặt trời nhỏ khiến mọi người không mở mắt ra được. Khoảng 10 phút sau, quả cầu sáng biến mất, một thần quang bay ra từ trong gương, quay về trong người Ngô Bình. Ngô Bình mở mắt ra, được bao nhiêu điểm? Triệu Hàn Sơn khẽ cười chỉ vào mặt gương, trên đó có một dãy số dài và nói, 137.300 điểm. Đây là số điểm cao nhất mà gương vọng thần đạt được kể từ khi thành lập. Ngô Bình, vậy à? Số điểm cao thứ hai là bao nhiêu? Một tu sĩ áo vàng nói, 98.000 điểm. Thua xa cậu Ngô nhiều lắm. Sau đó ông ta nói, tiến hành kiểm tra bước thứ hai đi. Ngô Bình lại được dẫn đến một cái đĩa tròn cực lớn,
Vô số quả cầu sáng trôi nổi giữa không trung trên mặt đĩa tròn, có lớn có nhỏ, xung quanh quả cầu nhỏ là những quả cầu lớn. Anh cảm nhận được thứ này giống như là vận chuyển thiên thể bèn hỏi, bước này kiểm tra thế nào? Tu sĩ áo vàng nói, cậu Ngô, đây là một hệ thống thiên thể, cậu cố gắng hết sức đưa thần anh vào trong đó để thúc đẩy vận chuyển thiên thể. Ngô Bình, thần anh đi vào đó là được. Tu sĩ áo vàng gật đầu, sau khi đi vào đó, dĩ nhiên cũng biết được thao tác thế nào. Thế là Ngô Bình lại phóng thần anh ra, một chùm thần quang tiến vào quả cầu sáng, ngay lập tức anh cảm thấy mình và những thiên thể này là một, muốn thúc giục toàn bộ hệ thống thiên thể vận hành theo bản năng. Thế là anh dùng toàn bộ sức lực bắt đầu thúc giục thiên thể. Mọi người ở bên ngoài mở to mắt nhìn, một tu sĩ áo vàng nói, bộ thiên thể này chủ yếu là khảo nghiệm sự tương hợp giữa thần anh với trời đất và thần lực thần anh, cho nên khảo sát này cũng quan trọng không kém bài kiểm tra tiềm năng. Mọi người đều gật đầu, vì độ tương thích với trời đất quyết định thần anh có thể đạt cấp bậc cao bao nhiêu, mà sức mạnh của thần anh thể hiện thực lực hiện tại, hai cái đều rất quan trọng. Đột nhiên, một quả cầu sáng nhỏ bắt đầu xoay chuyển, nó quay quanh một quả cầu lớn rồi tiếp đó đẩy quả cầu lớn quay theo, cuối cùng nhiều quả cầu lớn cũng quay theo. Khi toàn bộ hệ thống thiên thể đang vận hành, trong lòng Ngô Bình đang ở giữa đó bỗng khẽ động, lẩm bẩm ý nghĩa thiên thể chính là như vậy. Ý nghĩa chân võ mà anh học được gồm có ý nghĩa di hình, ý nghĩa ly đoạn, ý nghĩa chân ấn và ý nghĩa thiên thể. Trong đó, ý nghĩa thiên thể chỉ là một cấu trúc cơ bản, chưa thật sự thành hình, uy lực có hạn. Từ trước tới nay, Ngô Bình đều đang trong quá trình bổ sung ý nghĩa thiên thể, nhưng đều không thành công. Lúc này, thần anh của anh đang hợp làm một với thiên thể, anh là thiên thể chính là anh. Trạng thái này giúp anh hiểu được một vài thứ một cách rất dễ dàng. Kích hoạt nhân cách tối thượng cùng trạng thái ngộ đạo, anh sắp bắt đầu dốc sức lĩnh ngộ ý nghĩa thiên thể. Quả cầu sáng chuyển động một lát thì bỗng dừng lại, mọi người đều thất vọng. Không phải chứ, Ngô Bình tài năng như vậy mà nó chỉ chuyển động được một chút xíu vậy thôi à? Cũng đúng thôi, la bàn thiên nguyên này là do thiên nguyên đạo tổ làm ra, nó dùng để ước lượng vũ trụ, thăm dò ý nghĩa, đương nhiên rất khó để làm nó chuyển động được rồi. Ngô Bình có thể làm nó chuyển động một chút này thôi. Tôi cảm thấy đã rất giỏi rồi, cũng có người cảm thấy việc này không thể chứng minh thực lực của Ngô Bình kém. Thiên nguyên đạo tổ được xưng là đệ nhất võ lực, không ai địch nổi. Thiên nguyên đại đạo của ngài càng sâu thâm khó lường. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Ngô Bình đã lĩnh ngộ thấu đáo ý nghĩa thiên thể rồi, quả cầu sáng lại bắt đầu chuyển động. Lần này đã có hàng trăm quả cầu sáng chuyển động trong nháy mắt, sau đó là hàng nghìn, hàng vạn quả cầu sáng. Sau khi lên đến 30.000 quả cầu sáng, Ngô Bình cảm thấy sức mạnh của mình không đủ, mà lúc này anh chỉ mới chuyển động được 1/3 tổng số lượng quả cầu sáng. Đúng lúc này, lực thiên nguyên trong cơ thể anh khẽ chấn động. Trong thời không tinh thần của la bàn thiên nguyên xuất hiện một bóng người cực lớn. Người này râu tóc bạc phơ, mặc một bộ đồ trắng, miệng hơi mỉm cười nhưng toát ra khí thế chí tôn vô thượng. Người này cười nói, nhóc con. Thế mà trong cơ thể của con lại có lực thiên nguyên của lão tổ ta đây, xem ra ta và con có duyên. Ngô Bình chợt hiểu ra, người trước mặt đây là một tia ý thức của thiên nguyên đạo tổ, anh vội bái kiến đạo tổ. Thiên nguyên đạo tổ cười nói, thần anh của con tốt lắm, tuy không bằng ta lúc xưa nhưng cho thêm thời gian thì sẽ không thua kém ta đâu. Hay, đạo chủng trong cơ thể con là của thằng nhóc Vĩnh Hằng đấy à? Ngô Bình đáp, thưa đạo tổ, đạo chủng này có từ Vĩnh Hằng tiên vực à? Thiên nguyên đạo tổ, tố chất của thằng nhóc Vĩnh Hằng rất bình thường, đạo chủng tạp nham, không ra gì cả. Ngô Bình ngỡ ngàng, ông ấy gọi Vĩnh Hằng đạo tổ là thằng nhóc Vĩnh Hằng. Còn chê đạo chủng mà Vĩnh Hằng đạo tổ để lại nữa. Nói rồi, ông ấy giơ tay chộp, Ngô Bình cảm thấy đạo thụ trong cơ thể mình bị nghiền nát trong tích tắc, sau đó một luồng lực thiên nguyên minh mông đổ vào, cấu trúc lại đạo chủng và đạo thổ của anh. Giây phút đó, đạo thổ và đạo chủng ngũ hành đã có sự nâng cao về chất lượng, một hạt giống được trồng vào đạo thổ, sắp nhú lên khỏi mặt đất. Thiên nguyên đạo tổ nói, được rồi, sau này con sẽ là truyền nhân của ta, không còn quan hệ gì với thằng nhóc Vĩnh Hằng kia nữa. Ngô Bình, đạo tổ, người vẫn còn ở vũ trụ này không ạ? Thiên nguyên đạo tổ cười, ta ở một thế giới khác, nơi đây chỉ là ao hồ nhỏ, từ lâu đã không chứa nổi ta nữa rồi. Nhưng nơi đây có rất nhiều sức mạnh mà ta để lại, còn có cơ hội thì có thể đi thu thập. Nói xong, bóng người biến mất. Lúc này,
Ngô Bình cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy lực thiên nguyên, anh có thể kích hoạt nhiều quả cầu sáng chuyển động hơn nữa. Mấy giây sau, trong la bàn thiên nguyên, tất cả 108.000 quả cầu sáng đều chuyển động. Bấy giờ, anh nhân cơ hội viên mãn ý nghĩa thiên thể trong mình. Người ở bên ngoài đã ngây ra như phỗng, tất cả thiên thể đều chuyển động, thế này thì đỉnh quá rồi đấy. Đến lúc thần anh của Ngô Bình trở ra đã là nửa canh giờ sau rồi. Anh hỏi, lần này bao nhiêu điểm? Vẻ mặt của mọi người đều hơi quái lạ, như nhìn thấy một con quái vật vậy. Một hồi lâu sau, Triệu Hàn Sơn mới nói, à thì. Con số có lẽ không chuẩn lắm, nói rồi ông ta chỉ dãy số xuất hiện trên la bàn. Ngô Bình đếm rồi kinh ngạc nói, 95 triệu. Tu sĩ áo vàng phụ trách vận chuyển la bàn cũng gượng gạo nói, trước cậu, thành tích tốt nhất của la bàn trong lịch sử chỉ có 115.000 điểm, thành tích gần cả trăm triệu điểm của cậu chắc là không đúng rồi. Triệu Hàn Sơn, hay là thế này, dùng thành tích 115.000, đồng đứng nhất, được không? Ba vị tu sĩ cảm thấy có lý, quyết định dùng kiến nghị của Triệu Hàn Sơn, phần này cho Ngô Bình 115.000 điểm. Ngô Bình cũng không để ý, chỉ cần đứng nhất, kết quả sao cũng được. Ghi điểm xong, Ngô Bình lại tới trước một quả cầu thủy tinh trong suốt cao tầm nửa mét. Một người giải thích cho Ngô Bình, đây là phần thứ ba, kiểm tra năng lực tạo cảnh của thần anh. Tạo cảnh có ảnh hưởng cực lớn đến việc sau này cậu khai mở động thiên, thậm chí là khai mở thế giới. Ngô Bình nói, được, có thể bắt đầu rồi. Anh đưa thần anh vào trong quả cầu thủy tinh, theo yêu cầu của bọn họ, bắt đầu dùng ý niệm để xây dựng nên thế giới trong đó. Ở giai đoạn luyện thần, anh đã đạt được cấp bậc tạo nên một thế giới chỉ trong một ý niệm, bây giờ dùng thần anh, năng lực này càng mạnh mẽ hơn. Lúc thần anh của anh vừa vào trong quả cầu thủy tinh đã phát sáng rực rỡ, trong đó mặt trời mặt trăng thay nhau tỏa sáng, tinh hà sáng tỏ rồi lại vụt tắt, văn minh ra đời và phát triển, vạn vật đổi mới, sự biến hóa nhanh chóng khiến người bên ngoài nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Chuyện này, sao có thể, năng lực tạo cảnh này quá khủng bố. Dù thần tiên khai mở thần quốc cũng chưa chắc đã đạt được cấp độ này. Mấy giây sau, quả cầu thủy tinh ảm đạm hẳn, thần anh của Ngô Bình đã trở ra ngoài. Trên quả cầu thủy tinh hiện con số rất dài, 185.400 điểm. Thành tích vô cùng tốt, cao hơn người xếp thứ hai trong lịch sử đến hơn 60.000 điểm, ba vị tu sĩ áo vàng đều rất vui mừng. Rất nhanh, thành tích tổng hợp ở phần kiểm tra thần hồn của Ngô Bình đã có, thông qua các phép tính phức tạp, thành tích đạt được là 1.739 điểm. Ngô Bình, thành tích tổng hợp cao nhất trong lịch sử là bao nhiêu? Triệu Hàn Sơn, trước cậu thì người có thành tích cao nhất cũng chỉ được 952 điểm thôi, thua xa cậu. Ngô Bình gật đầu, vậy cũng khá. Triệu Hàn Sơn vui vẻ nói, cậu Ngô, sau đây chúng ta kiểm tra huyết mạch. Ngô Bình, được. Kiểm tra huyết mạch cũng chia làm 3 phần, lần lượt là kiểm tra máu, kiểm tra xương cốt và kiểm tra thiên căn. Quá trình kiểm tra máu, Ngô Bình được yêu cầu nhỏ 10 giọt máu vào chén ngọc. Sau đó chén ngọc được đặt vào một trận pháp phức tạp và cổ xưa. Trận pháp vận hành tầm 15 phút thì bên trên bề mặt đã xuất hiện một màn sáng, hình thành một số tiên văn. Người phụ trách mừng rỡ đọc, Thái Cổ Chân Nhân đời thứ 5, hoàn thành được 75%. Ngô Bình hỏi, 75% là ý gì? Người phụ trách trả lời, cũng có nghĩa là huyết mạch của cậu đã đạt được 75% huyết mạch của Thái Cổ Chân Nhân đời thứ 5 rồi. Ngô Bình gật đầu, thì ra là vậy. Tiếp sau đó, Ngô Bình lần lượt kiểm tra xương cốt và kiểm tra thiên căn. Trước đây anh tu luyện Tráng Cốt Kinh, có được thiên cốt, cộng thêm thể chất không ngừng được nâng cao, thế nên phần kiểm tra xương cốt của anh cũng đạt điểm cực cao. Thiên căn là thứ mà con người vừa sinh ra đã có, nó không tăng không giảm, không thể nào thay đổi được. Thiên căn càng tốt thì tương lai càng có tiềm lực, thực lực càng mạnh. Thiên căn chia làm, không đạt. Nhất phẩm đến cửu phẩm, tuyệt phẩm. Thiên căn của Ngô Bình cũng rất khá, đạt được nhị phẩm. Cuối cùng, kiểm tra huyết mạch kết thúc, anh đạt được 1.152 điểm, cao hơn người đứng nhì trong lịch sử 30 điểm, thành tích thế này cũng cực kỳ khủng rồi. Dù sao người đứng nhì đó là thiên căn cực phẩm, còn trong bụng mẹ đã chiếm được ưu thế rồi. Dù rằng như vậy, Ngô Bình vẫn đạt điểm số cao hơn. Sau đó là kiểm tra vận mệnh, lần lượt là vận mệnh quá khứ, hiện tại và tương lai. Nghe nói muốn kiểm tra vận mệnh quá khứ,
Ngô Bình lấy làm lạ hỏi, vận mệnh ở quá khứ không phải đã được định rồi sao? Có cần thiết phải kiểm tra không? Triệu Hàn Sơn cười nói, cậu Ngô, tuy chuyện quá khứ đã xảy ra nhưng nó để lại rất nhiều nhân quả, những nhân quả này sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với tương lai, thế nên quá khứ cũng vô cùng quan trọng. Ba lần kiểm tra, vận mệnh tương lai của Ngô Bình đạt điểm cao nhất, điểm tổng cuối cùng là 721 điểm. Lần này anh không thể đứng nhất nhưng cũng không tệ, đứng ở vị trí thứ 193 trong lịch sử. Tiếp sau đó kiểm tra thực lực tổng hợp, phần đầu tiên là kiểm tra võ học, thứ hai kiểm tra thần thông pháp thuật, thứ ba là khiêu chiến con rối. Ba phần này, Ngô Bình biểu hiện xuất sắc, vượt qua tất cả những điểm số cao nhất trong lịch sử, cuối cùng đạt được 1951 điểm. Ba phần kiểm tra cuối cùng khá thú vị, phần đầu là tướng mạo, phần thứ hai thể hình, cuối cùng là uy nghi. Tổng điểm ba phần này không cao lắm, cao nhất chỉ có 300 điểm. Tướng mạo của Ngô Bình được cho 99 điểm, thể hình 98, uy nghi 100, tổng điểm 297. Kiểm tra kết thúc, thông qua 15 phần kiểm tra thuộc 5 mục, tổng điểm của Ngô Bình là 5.860, hơn người đứng nhì tính đến hiện tại những hơn 2.300 điểm, tạm thời xếp thứ nhất. Sau khi kiểm tra xong đã hết hơn nửa ngày, Triệu Hàn Sơn hai tay giao một tấm bùa ngọc cho anh, cười nói, cậu Ngô, đợi có kết quả của tất cả mọi người, tôi sẽ thông báo cậu đến lĩnh thưởng. Ngô Bình, thầy Triệu, bao lâu nữa mới kết thúc kiểm tra? Triệu Hàn Sơn, còn khoảng 7 ngày nữa. Ngô Bình rời khỏi đại điện kiểm tra, tất cả mọi người đều ra tiễn, bọn họ quá nhiệt tình, Ngô Bình thậm chí còn nhớ tên tất cả bọn họ. Lúc gặp lại Đinh Mặc, Đinh Mặc vội hỏi, em ba, kết quả thế nào? Ngô Bình, anh hai, tạm thời đứng đầu ạ. Đinh Mặc cười ha hả, tốt, không hổ là võ vương truyền kỳ 9 sao, mạnh quá. Ngô Bình, anh hai, em dâu của anh sắp sinh rồi, em phải về với cô ấy. Đinh Mặc cười bảo, em dâu sắp sinh rồi à, chuyện tốt, sau khi đứa bé ra đời, anh và anh cả sẽ tới chúc mừng. Ngô Bình nói, vâng, chắc chắn em sẽ thông báo cho anh cả và anh hai. Sau khi chia tay Đinh Mặc, Ngô Bình về nhà, lúc bay ngay qua đảo Lý, anh đáp xuống. Đảo Lý bây giờ sóng yên biển lặng, đã có chút nền tảng nhất định. Trước đây anh đã chỉ dạy cho con cháu nhà họ Lý tu hành, bây giờ đã có không ít thiên tài xuất hiện, bọn họ ngày ngày cực khổ tu luyện, tiến bộ thần tốc. Chu Chân Nhi nói, Huyền Bình, nhà họ Ngô đã bị diệt rồi, người nhà cũng ép tôi phải gả cho người khác, nên tôi cùng Tích Quân đến đây làm việc giúp anh. Nói rồi, cô ta nhanh chóng lấy một miếng ngọc bài ra cười nói, Huyền Bình, đây là công pháp vô thượng của Chu thị chúng tôi, thần lực kinh, anh cầm đi tu luyện đi. Ngô Bình nhìn ngọc bài một cái, cười nói, cái này là tông chủ Chu thị cho tôi à? Chu Chân Nhi gật đầu, tông chủ còn nói, hy vọng Chu thị có thể liên hôn với Lý thị. Thần niệm của Ngô Bình vào trong ngọc bài, chớp mắt đã ghi nhớ được nội dung. Anh cảm thấy thần lực kinh này cũng khá thú vị, nhưng người bình thường khó mà tu luyện được nó. Anh gật đầu, cảm ơn, có cơ hội chuyển lời với tông chủ Chu thị giúp tôi nhận ân tình này. Sau nhà Chu thị gặp khó khăn gì thì có thể tìm tôi giúp đỡ. Chu Chân Nhi mừng rỡ, Ngô Bình có thể nhận đồ, cô ta đã rất vui rồi. Ngô Bình lấy ra hai viên tam bảo thần đan lần lượt cho Chu Chân Nhi và Lâm Tích Quân uống. Anh nói, đan dược hiệu quả rất tốt, có thể nâng cao tố chất của các cô. Hai cô gái vui mừng, lập tức uống đan dược, luyện hóa hấp thu. Chẳng bao lâu sau, Lý Thanh Đế và Lý Ngạo Tiên đã tới. Ngô Bình nhận ra khí tức của Lý Thanh Đế mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều, tu vi đã có đột phá. Ngô Bình rất vui, Thanh Đế, chúc mừng anh đã đột phá. Lý Thanh Đế cũng cười nói, tông chủ, chẳng phải anh cũng đã đột phá rồi đấy sao? Ngô Bình, có chút thành tựu thôi. Đúng rồi, gần đây Lý Môn vẫn ổn chứ? Lý Ngạo Tiên vội nói, tông chủ, thời gian trước có một người tự xưng là sứ giả của Lý Thị tới đây, muốn chúng ta gia nhập vào bọn họ. Ngô Bình, Lý Thị khác à? Lý Ngạo Tiên, đúng vậy, thực lực của đối phương mạnh hơn chúng ta nhiều, tông chủ là trưởng lão của tiên giáo Thái Thanh, vài con cháu của ông ta cũng là đệ tử của tiên giáo Thái Thanh. Ngô Bình, đối phương có bao nhiêu người? Lý Ngạo Tiên, nghe nói có đến mấy chục tỷ, hùng mạnh hơn chúng ta nhiều. Ngô Bình, gia nhập cũng được, dù sao cũng đều là Lý Thị.
Lý Thanh Đế, nhưng vấn đề là gia nhập vào bọn họ không có chút lợi ích nào hết. Đối phương nói mỗi năm chúng ta phải giao nộp một số tiền lớn. Nhưng lúc chúng ta xảy ra chuyện, bọn họ không thể chi viện được, thế có khác gì vung tiền qua cửa sổ chứ? Ngô Bình nhíu mày, chỉ thu tiền mà không làm việc à? Lý Ngạo Tiên, không chỉ vậy đâu. Sau này nếu chúng ta xuất hiện đệ tử thiên tài thì buộc phải sang đó bán sức. Anh xem, đối phương đòi tiền lại còn đòi người, chẳng phải rõ ràng đang chèn ép chúng ta à? Ngô Bình nhíu mày, cứ kệ họ đã, kéo dài được bao lâu thì kéo. Hàn huyên vài câu, Lý Thanh Đế nói, tông chủ, sư tôn của tôi sắp đột phá cảnh giới chân tiên, bây giờ cần một loại đan dược tên Ngộ Chân Đan. Nhưng loại đan dược này có tiền cũng không mua được, nó bị các thế lực lớn và tiên đình lũng đoạn rồi. Ngô Bình, Ngộ Chân Đan à, tôi chưa luyện thử, nhưng nếu anh có phương thức, tôi có thể thử. Lý Thanh Đế vội lấy một tấm da dê từ trong ngực ra, khó khăn lắm sư tôn tôi mới có được cái này, phương thuốc trong đây còn chính thống hơn cả trên thị trường. Ngô Bình cầm lại xem rồi nói, loại đan dược này quá phi phàm, trước lúc tôi bước vào cảnh giới động thiên, e là không thể điều chế được. Lý Thanh Đế, không sao, với tố chất của tông chủ, đạt được động thiên cũng chỉ là chuyện trong 1-2 năm thôi. Sư tôn của tôi cách thời gian đột phá còn những 3-5 năm, vẫn còn kịp. Ngô Bình cười nói, thế đến lúc đó anh lại đến tìm tôi nhé. Ngô Bình ở trên đảo Lý vài ngày, đồng thời biên soạn tài liệu giảng dạy giai đoạn thứ 2 để lại cho thành viên Lý thị tu hành. Trước đó anh có biên soạn một bộ tài liệu giảng dạy, bây giờ đã có kha khá thành viên đã tu luyện xong hết rồi, bây giờ đang cần tài liệu tu luyện cao cấp hơn. Ngoài biên soạn tài liệu giảng dạy, anh còn bỏ tiền ra mua một lô đan dược cho Lý Thanh Đế, bảo anh ta thưởng cho những đệ tử Lý thị có tố chất tốt đồng thời chăm chỉ tu hành. Anh để lại 10 tỷ tiền báu để Lý Môn chi tiêu thường ngày. Nếu chi tiêu hợp lý thì số tiền này đủ để Lý Môn dùng trong vòng mấy năm. Mấy ngày này, Lâm Tích Quân và Chu Chân Nhi luôn ở bên cạnh hầu hạ anh, như hình với bóng. Một hôm Lý Thanh Đế bỗng tới, sắc mặt anh ta trắng bệch, có vẻ như đã bị thương nặng. Ngô Bình nhíu mày, sao vậy? Lý Thanh Đế, tôi ra ngoài làm việc, gặp phải người của Lý thị ở Linh Xuyên. Hai bên nói vài câu thì đối phương bỗng trở mặt, nói chúng ta không biết tốt xấu, sau đó ra tay đánh tôi bị thương. Kẻ kia nói nếu trong vòng 1 tháng chúng ta không sáp nhập vào Lý Thị Thanh Long thì sẽ không khách sáo với chúng ta. Lý Thị Thanh Long chính là thế lực đã yêu cầu đảo Lý gia nhập vào thế lực của mình, tọa lạc ở một nơi tên là Linh Xuyên, thực lực rất mạnh. Ngô Bình nổi giận, làm gì có lý đó, tôi đi Linh Xuyên tìm bọn họ. Lý Thanh Đế vội kéo anh lại, ôi tông chủ của tôi ơi! Chút uất ức này tôi vẫn chịu được, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng nâng cao địa vị của Lý Môn Đông Hải mới được. Ngô Bình nhìn anh ta, hỏi, nâng cao thế nào? Lý Thanh Đế, tông chủ, mấy thân phận khác của anh đều rất mạnh, giống như thiên tài Trương Tiểu Bình của Thiên Đạo Môn, đại sư luyện đan 4 sao tím, Ngô Bình là tổng đốc và thủ lĩnh cấm quân. Nhưng thân phận Lý Huyền Bình này hơi yếu thế, chỉ đơn thuần là đồ tôn của Lữ Tổ. Ngô Bình bỗng hiểu ý của anh ta, anh muốn tôi tới tiên giáo Thái Thanh. Lý Thanh Đế gật đầu, với tố chất của tông chủ, chắc chắn có thể trở thành đệ tử nòng cốt của tiên giáo Thái Thanh. Một khi trở thành đệ tử nòng cốt, ai dám tùy tiện đắc tội chúng ta nữa? Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi hỏi, trở thành đệ tử nòng cốt có rắc rối không? Lý Thanh Đế, trước đây tôi luôn tìm hiểu về tiên giáo Thái Thanh, có thể đi cùng với tông chủ. Ngô Bình suy nghĩ rồi đồng ý, được. Tôi về nhà một chuyến đã, sáng mai, anh cùng tôi tới tiên giáo Thái Thanh. Hai người hẹn nhau xong thì Ngô Bình lập tức về nhà. Còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày đường tử di sinh, thế nên tạm thời anh không thể đi Huyền Hoàng Hải được. Anh không chắc mình sẽ ở trong Huyền Hoàng Hải bao lâu nên anh quyết định đợi con ra đời rồi mới đi tìm kiếm truyền thừa của Huyền Hoàng Đạo Tổ. Nhưng đi tiên giáo Thái Thanh sẽ không tốn quá nhiều thời gian, nhanh thì 10 ngày. Lâu thì nửa tháng là anh đã có thể trở về cùng Đường Tử Di đợi sinh. Đường Tử Di không muốn anh đi ngay nên Ngô Bình quyết định ở nhà thêm vài hôm, đồng thời thông báo cho Lý Thanh Đế biết. Thời gian anh ở nhà, ngoài lúc ở bên Đường Tử Di ra thì là tu luyện. Anh tu luyện xong Hỗn Nguyên Kinh thì vào điện đường cực võ, tiếp tục tu luyện bộ công pháp thứ 4, Thiên Man Kinh. Trước đó, Thiên Man lực mà anh tu luyện chính là biến hóa từ Thiên Man Kinh. Nhưng lúc này đối chiếu anh mới nhận ra, Thiên Man lực mình tu luyện trước đây so với Thiên Man Kinh chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ý nghĩa của chữ man trong cổ ngữ là chỉ người luyện rắn,
người thuần hóa, thế nên bản chất của Thiên Man Kinh là chỉ việc điều khiển vạn vật, khống chế chúng sinh. Thiên Man Kinh chỉ có 5 tầng. Tầng thứ nhất tu luyện ra man lực, người luyện thành được xưng là man khách. Tầng thứ hai tu luyện man tâm, dùng nó giao tiếp với vạn linh, người luyện thành được xưng là man sư. Tầng thứ ba là tạo ra man cảnh, có man cảnh là có thể dễ dàng khống chế các loại sinh linh trong trời đất, người luyện thành được xưng là man vương. Tầng thứ bốn dùng nguyên liệu để tạo ra man giới, đồng thời có thể thuần dưỡng một số lượng lớn sinh linh trong man giới, người luyện thành được xưng là man hoàng. Tầng cuối cùng, khai mở man quốc, mang các sinh linh mạnh mẽ luyện vào trong man quốc, từ đó nâng cao thực lực của bản thân, người luyện thành cảnh giới này được xưng là thiên man. Trước đó Ngộ Bình đã tu luyện ra man lực, thế nên anh đột phá tầng 1 rất nhanh, đồng thời tiếp tục tu luyện tầng 2, man tâm. Man tâm này thật ra là thứ dùng để giao tiếp với vạn linh. Trước đó anh đã mở được một phần xiềng xích thần hồn rồi, một trong số đó chính là vạn vật hữu linh. Vạn vật hữu linh chỉ việc khi chúng ta tới gần vật có linh tính thì có thể tự động giao tiếp với nó. Năng lực này giúp anh rất nhiều trong việc ngưng tụ man tâm, cuối cùng quá trình rất thuận lợi, anh chỉ mất 2 canh giờ đã thành công. Man tâm thật ra được hình thành từ những ý niệm rời rạc, những ý niệm này cực kỳ mẫn cảm, có thể giao tiếp thấu hiểu vạn linh. Có man tâm rồi, Ngộ Bình được xem như là một vị man sư. Sau khi viên mãn man tâm, Ngộ Bình tiếp tục đột phá tầng thứ 3, tạo man cảnh. Thật ra tầng này cũng không khó, lúc anh ở giai đoạn luyện thần đã có thể tạo ra một thế giới bằng một ý niệm, tạo man cảnh là một chuyện rất đơn giản đối với anh. Đương nhiên tầng này cũng rất thuận lợi, thậm chí còn thành công nhanh hơn tầng thứ 2, anh chỉ dùng chưa đến nửa canh giờ là đã tạo man cảnh thành công rồi. Ngộ Bình hăng hái tiếp tục tu luyện tầng thứ 4, dùng nguyên liệu tạo nên một man giới, đồng thời thuần dưỡng sinh linh trong đó. Anh suy nghĩ rồi lấy chiếc nhẫn phong ấn Liêu ra. Một giây sau, Liêu đã được thả ra ngoài. Liêu là thú bảo vệ, đứng thứ 93, thực lực không hề yếu. Liêu ở trong kia đã buồn muốn điên, vừa được ra ngoài đã nhảy loạn. Ngộ Bình kêu nó, Liêu, tao định thả cùng kỳ ra, mày thấy được không? Liêu, chủ nhân, cùng kỳ kia đã là thú bảo vệ cấp 6 rồi. Trong loài Liêu bọn tôi, cấp 6 tương đương với thực lực cấp thần tiên. Nhưng cùng kỳ thì khác. Đến chân tiên gặp phải cùng kỳ cấp 6 cũng phải thấy đau đầu. Ngộ Bình, chân tiên à, quả nhiên thấy hơi đau đầu. Suy nghĩ một lát, anh lại hỏi, trong này ngoài cùng kỳ thì có loài nào khá lợi hại nữa? Liêu, còn có, Trúc Long, đứng thứ 3 nữa, nhưng cấp bậc của nó càng cao, đã cấp 10 rồi. Ngộ Bình thở dài, xem ra chỉ có thể thử với cùng kỳ thôi. Anh cưỡi độn quang, tới hải đảo Đông Doanh, tìm Chu Chu giúp đỡ. Tịnh thế hồng liên trên người anh đã chuyển sang Chu Chu rồi, bây giờ muốn trừ khử man niệm của cùng kỳ phải tìm cô bé giúp đỡ. Anh lấy bình thủy tinh phong ấn cùng kỳ ra, rồi đấm vỡ bình thủy tinh, cùng kỳ xuất hiện. Cùng kỳ này lớn cỡ con nghé, trên lưng có 2 cánh, toàn thân trắng muốt, trên đầu chỉ có 1 chiếc sừng, mặt giống hổ, chỉ là trên bề mặt mọc đầy vảy bạc, trên vảy có phù văn màu vàng. Cùng kỳ vừa xuất hiện, Chu Chu phất tay, một tia sáng đỏ rơi trên người nó. Bỗng chốc xóa bỏ hết tất cả ma niệm của con cùng kỳ này. Ngộ Bình nhân lúc nó mới vừa thức tỉnh, lập tức thi triển thủ đoạn man vương giao tiếp với nó. Cùng kỳ nhỏ, tao cứu mày thoát khỏi khốn đốn, sau này mày theo tao nhé. Cùng kỳ mở mắt ra, con người có màu đỏ vàng, lãnh khốc vô tình, nó nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngộ Bình, trả lời, ngươi chỉ là loài người, lấy tư cách gì nói chuyện với ta như vậy. Ngộ Bình, cùng kỳ nhỏ. Là thú bảo vệ nhưng hình như mày có thành kiến với con người. Cùng kỳ hứ một tiếng, mẹ của ta bị loài người các ngươi hại chết. Nếu không phải vì ngươi đã cứu ta thì ta đã ăn thịt ngươi từ lâu rồi. Ngộ Bình, xem ra phí nước bọt với mày cũng vô ích. Thế này đi, chúng ta đánh với nhau một trận, nếu mày thua thì làm thú bảo vệ cho tao, được không? Cùng kỳ cười quái dị, chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi đánh bại ta à? Dù ngươi có là thái cổ chân nhân thì cũng không làm được đâu. Vậy sao, thế thì thử xem, Ngộ Bình khích nó. Cùng kỳ, cũng được, nhưng nếu ngươi thua thì ta sẽ ăn thịt ngươi. Ngộ Bình, chốt, thua cho mày ăn, tới đi. Trong tích tắc, Ngộ Bình và cùng kỳ đã lao vào đánh nhau. Móng vuốt khổng lồ của cùng kỳ phất lên, thần lực kinh người. Nhưng Ngộ Bình cũng không kém, thể chất thái cổ chân nhân đời thứ 5. Cộng thêm thần anh và võ học mạnh mẽ. Hai bên tách ta,
Ngô Bình trúng một chiêu trên vai, nhưng vảy tiên và thiên lân của anh đủ rắn chắc nên không bị thương. Còn Cùng Kỳ thì bị kiếm khí của Ngô Bình chém một vết thương trên ngực. Cùng Kỳ vỗ hai cánh, lại xông tới. Ngô Bình không giấu sức, dốc toàn lực để đánh, kiếm khí tung hoành, anh còn thi triển cả lực thiên nguyên. Bịch! Cùng Kỳ bị đánh ngã xuống đất, nhưng Ngô Bình cũng có một vết thương trên bụng, thiên phú sát phạt của Cùng Kỳ, đến anh cũng không đỡ nổi. Tiếp tục, Ngô Bình và Cùng Kỳ đánh đến đỏ mắt, lại lần nữa lao vào nhau. Cùng Kỳ gầm lên giận dữ, cơ thể phát ra màu đỏ, cứ thế đẩy bàn tay khổng lồ lên, sau đó quay người thoát khỏi sự trấn áp, nhào về phía Ngô Bình. Hai tay Ngô Bình mở ra, bốn thanh thần kiếm đồng loạt xuất hiện, đâm về phía Cùng Kỳ. Uy lực của bốn thanh thần kiếm kinh người, nhưng vẫn chưa phải là sát chiêu của Ngô Bình. Một giây sau, anh phóng thích âm dương kiếm quang, hai đạo kiếm quang cùng lúc xuất hiện, xoắn lấy nhau bay về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ ngẩng mặt lên trời hú dài, vô cùng vô tận sát khí giữa thiên địa tụ họp, xung quanh bóng tối sầm xuống, sát khí còn đậm đặc hơn cả thủy ngân, khiến kiếm quang của Ngô Bình bỗng chậm lại. Ngô Bình nhíu mày, trầm giọng nói, kiếm vực, mở. Kiếm vực mở ra, sát khí đều bốc hơi đi hết. Phù ấn kiếm đạo, giết. Phù ấn kiếm đạo của Ngô Bình hấp thu bốn thanh thần kiếm rồi hóa thành một thanh kiếm lớn bốn màu, chém về phía Cùng Kỳ. Rư. Sừng của Cùng Kỳ bị chém mất một nửa, nó đau đớn gầm lên một tiếng, phát ra màu đỏ vô lượng nhưng đều bị kiếm vực trấn áp hết. Bát hỏa thần lôi. Lửa thần hỗn mang và thần lôi giáng xuống, phối hợp với âm dương kiếm quang, đánh đến nỗi Cùng Kỳ la lên oai oái. Dừng, ta thua rồi. Rất khó để đánh chết Cùng Kỳ, nhưng sau khi nó nhận thức được mình không thể đánh lại Ngô Bình thì lập tức nhận thua. Điều này không phải vì Cùng Kỳ không có khí phách, mà vì những chiêu thức Ngô Bình thi triển đã khiến con Cùng Kỳ này thần phục trong vô thức. Nếu không, Cùng Kỳ rất có thể sẽ quyết chiến tới cùng, cuối cùng cả hai cùng thiệt hại. Ngô Bình lập tức dừng tay, anh nhìn chằm chằm Cùng Kỳ, không đánh nữa à? Cùng Kỳ liếc anh một cái, không đánh lại thì đánh làm quái gì nữa? Ngô Bình cũng mình mẩy đầy thương tích, anh vừa khôi phục vết thương vừa nói, thua rồi thì phải nhận, sau này mày chính là thú bảo vệ của tao. Cùng Kỳ nhìn hổ bảo, cái cục bé bé này nhìn có vẻ ngon, tôi ăn nó trước. Hổ bảo sợ nhảy cẫng lên, trốn sau lưng Ngô Bình, run rẩy. Cùng Kỳ là sự tồn tại có thể tu luyện lên cấp thứ 24 luôn đó, đến tộc của hổ bảo cũng sợ nó. Ngô Bình, đừng có dọa con nít, mày muốn ăn thì tao kiếm đồ cho mà ăn. Nói rồi anh lấy ra một ít thịt hung thú, nhìn thấy thịt, Cùng Kỳ chảy nước dãi, nhào tới ăn ngấu nghiến. Đến lúc nó ăn no thì Ngô Bình cũng sụp đổ, đồ ăn anh tích trữ đã bị nó ăn sạch rồi, thứ quỷ này ăn khỏe ghê vậy sao? Cùng Kỳ mãn nguyện, nó lập tức nói, chủ nhân, tôi đồng ý lời mời của ngài, bằng lòng làm thú bảo vệ cho ngài. Ngô Bình nheo mắt nhìn nó, mày bằng lòng theo tao không phải chỉ vì cái ăn thôi đấy chứ? Cùng Kỳ nghiêm túc, không, thực lực của chủ nhân mạnh mẽ, có tư cách trở thành chủ nhân của tôi. Ngô Bình cảm thấy nó đang nói dối, đồng thời cũng hơi hối hận vì thả nó ra, nuôi không nổi, con này ăn khỏe quá. Cùng Kỳ như sợ anh hối hận, vội nói, chủ nhân, tôi có thể chắc chắn rằng ngài thu nhận tôi sẽ không lỗ vốn đâu. Ngô Bình lại thở dài, có cảm giác như mình đã mắc lừa vậy, lẽ nào từ đầu tên này đã gài bẫy mình? Chỉ tỏ vẻ kiêu ngạo lòe mình vậy thôi. Anh lắc đầu hỏi, Cùng Kỳ, nghe nói loài Cùng Kỳ chúng mày có thể luyện đến cấp 24 là cao nhất hả? Cùng Kỳ, đúng vậy thưa chủ nhân, tộc Cùng Kỳ chúng tôi vốn sống trong một vũ trụ cao cấp hơn. Đương nhiên, ở vũ trụ này, Cùng Kỳ nhiều nhất chỉ có thể trở thành thú bảo vệ cấp 12 thôi. Ngô Bình, vũ trụ cao cấp hơn, nó ở đâu? Cùng Kỳ, chủ nhân, thế giới này rất rộng lớn đến nỗi sự tồn tại đỉnh cấp nhất trong loài người các ngài cũng chỉ có thể nhận biết được một phần nhỏ mà thôi. Ngô Bình, ở vũ trụ cao cấp đó, Cùng Kỳ chúng mày có được xem là kẻ mạnh không? Cùng Kỳ, đương nhiên rồi, nhưng không được xem là mạnh nhất. Chủ nhân, nói nhiều những chuyện này cũng vô ích. Còn đồ ăn không ạ? Ngô Bình chừng nó một cái, không phải mày mới ăn xong à? Cùng Kỳ, xin lỗi chủ nhân, tôi tiêu hóa khá nhanh, mỗi một canh giờ phải ăn một lần. Ngô Bình đen mặt, hai tiếng đồng hồ phải ăn một lần. Thế chẳng phải một ngày 24 giờ mày đều đang ăn? Không được,
sau này mỗi ngày mày chỉ được ăn một bữa, không có nhiều hơn đâu. Cùng Kỳ thở dài, chủ nhân, một bữa thì ít quá, hay là một ngày hai bữa? Sáng một bữa, tối một bữa nhé. Ngô Bình tê cả răng, được, tạm thời cho mày ăn ngày hai bữa. Nói xong, anh nghi ngờ nhìn Cùng Kỳ, không phải nó đang lùi một bước để tiến ba bước đấy chứ? Lẽ nào mục đích của nó vốn chính là ngày ăn hai bữa? Anh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Anh nhân cơ hội truyền cho mấy người Hanami Tsukihime một vài công pháp cao thâm hơn, đồng thời để lại tam bảo thần đan cho bọn họ dùng. Hai ngày sau, anh dẫn Cùng Kỳ về lại Hưng Long. Lần này Đường Tử Di bảo anh đi nhanh về nhanh. Trước khi đi, Ngô Bình để Cùng Kỳ lại, lệnh cho nó bảo vệ người nhà. Đương nhiên, trước khi đi, anh đã mua một lượng lớn thịt thú, đồng thời bảo nữ đế Linh Hy cho nó ăn đúng giờ. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong, anh tới đảo Lý gọi Lý Thanh Đế, hai người cùng tới Tiên Giáo Thái Thanh. Tiên Giáo Thái Thanh nằm ở Đại Thế Giới Thái Thanh. Đại Thế Giới Thái Thanh là một trong những thế giới trung tâm của tiên giới, là sự tồn tại như một trụ cột của tiên giới. Vào Đại Thế Giới Thái Thanh, phong cảnh như tranh vẽ, là một tiên cảnh thực thụ. Không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với Đại Thế Giới Huyền Hoàng, Đại Thế Giới Kiếm Đạo mà anh đã từng đến. Đại Thế Giới Thái Thanh không có sơn cùng hẻm kiệt, cũng không có nơi đồng không mông quạnh, chỉ có cảnh vật hài hòa. Ngô Bình không khỏi cảm thán, Thanh Đế, Đại Thế Giới Thái Thanh thật là một nơi tốt. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ an cư lạc nghiệp ở đây. Lý Thanh Đế nhìn Ngô Bình một cái rồi nói, Tông Chủ, những thứ nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Đối với tu sĩ thì Đại Thế Giới Thái Thanh đúng là một nơi tốt. Nhưng đối với những người ở tầng dưới, bọn họ chỉ có thể sống ở những nơi tối tăm để khai thác quặng, đổi lấy chút rau mắm thường ngày. Dù là dân thường cũng chỉ được phép đi lại tại công sở hoặc nhà ở, không có lộ dẫn thì không được tùy tiện ra ngoài. Chính vì vậy Tông Chủ mới cảm thấy Đại Thế Giới Thái Thanh này tốt. Thật ra đây là nơi người ăn thịt người đấy. Ngô Bình nhíu mày, cảm thán, quả nhiên ở đâu cũng như nhau. Lý Thanh Đế, Tông Chủ, nghĩ nhiều cũng vô ích, bây giờ chúng ta tới Tiên Giáo Thái Thanh thôi. Anh là Tông Chủ, có thể trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền luôn. Ngô Bình gật đầu, được, chúng ta đi. Hai người tới trước cửa Tiên Giáo Thái Thanh, một chàng trai trẻ đang đứng giống như đợi bọn họ. Nhìn thấy Lý Thanh Đế, anh ta vẫy tay cười, anh Lý, tôi đợi anh cả buổi rồi. Lý Thanh Đế chào anh ta, sau đó giới thiệu, Tông Chủ, đây là bạn của tôi ở Tiên Giáo Thái Thanh, Lưu Điển. Anh Lưu, đây là Tông Chủ Lý Huyền Bình của Lý Thị tôi. Lưu Điển ôm quyền chào, cười nói, chào mừng Lý Tông Chủ. Anh Lý vẫn luôn nói với tôi Tông Chủ Lý Thị là một vị cường giả cấp bậc thiên kiêu, hôm nay được gặp mặt, thật sự vinh hạnh. Ngô Bình, anh Lưu quá khen rồi. Lưu Điển, Lý Tông Chủ, anh là Tông Chủ của Lý Thị, theo trình tự bình thường thì có thể trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền. Nếu tố chất đủ tốt còn có thể trở thành đệ tử thân truyền, thậm chí còn có thể là đệ tử ưu tú. Lý Thanh Đế, anh Lưu, anh là người của Tiên Giáo Thái Thanh, quen với trình tự ở đây, mọi chuyện phải nhờ cậy cả vào anh rồi. Lưu Điển cười nói, anh và tôi là bạn bè lâu năm, nói vậy là khách sáo đấy nhé. Đi thôi, chúng ta tới đăng ký ở Điện Nghinh Tân. Lưu Điển dẫn hai người tới trước một tòa cung điện, trong điện có khu vực chuyên để làm thủ tục nhập môn cho các tu sĩ họ Lý đến từ các nơi. Đó là một quầy cao hơn 1 mét, sau quầy có một tu sĩ trẻ tuổi đang ngồi, vì ngồi trên cao nên lúc nào cũng nhìn xuống dưới những người tới làm thủ tục. Lưu Điển cười nói, Chu trưởng lão, bọn tôi đến để làm thủ tục nhập môn cho người mới. Người từ đâu tới, đối phương hỏi, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Ngô Bình, Đại Lục Côn Luân. Tông Chủ Lý Thị, Lý Huyền Bình. Đối phương ừ một tiếng, có người làm chứng không? Ngô Bình ngơ ra, nhìn Lưu Điển cười xòa, Chu trưởng lão, thân phận có thể điều tra, không cần người làm chứng đâu nhỉ. Trưởng lão trẻ tuổi lạnh lùng nói, đây là quy tắc mới. Mấy năm gần đây xuất hiện quá nhiều Tông Chủ Lý Thị rồi, cấp trên vì vậy mới xét duyệt nghiêm ngặt hơn. Không có người làm chứng thì không thể gia nhập Tiên Giáo Thái Thanh được. Lưu Điển cười nói, Chu trưởng lão, châm trước chút đi. Vị Lý Tông Chủ này là một thiên tài tu hành đấy. Nghe tới hai chữ thiên tài, ánh mắt trưởng lão trẻ tuổi kia lóe lên tia khinh thường. Cũng chẳng trách anh ta như vậy, ở trong thế lực siêu cấp như Tiên Giáo Thái Thanh, kẻ ở dưới lên cũng xứng được gọi thiên tài sao. Anh ta nói, các anh về tìm người làm chứng đi.
Lưu Điển kéo Ngô Bình qua một bên nói, Lý Tông Chủ, đối phương không chịu, tôi cũng hết cách. Bây giờ chúng ta có hai con đường, thứ nhất là trở về tìm một người làm chứng có thân phận đủ cao. Ngô Bình hỏi, người thế nào mới xem là thân phận đủ cao? Lưu Điển, ví dụ như Thiên Quân, Thiên Tôn các kiểu, hoặc trưởng lão cấp cao, trưởng lão nòng cốt của môn phái lớn cũng được. Tìm những người như vậy không khó, nhưng Ngô Bình không muốn phiền phức, lại hỏi con đường còn lại thì sao? Lưu Điển hạ giọng nói, mấy việc kiểu này thật ra vung ít tiền là xong. Nếu Lý Tông Chủ dư giả thì cứ đút cho anh ta một ít, để anh ta châm trước cho. Ngô Bình thấy được, hỏi cho bao nhiêu là được. Lưu Điển vê cằm, suy nghĩ vài giây rồi đáp, 10 triệu tiền báu là được, nhiều thì lãng phí, ít thì người ta chê. Lý Thanh Đế nói, Tông Chủ, hay bỏ chút tiền cho xong chuyện. Ngô Bình nói, ừ, được, thế phiền anh Lưu nói giúp một tiếng. Lưu Điển nói, được, để tôi đi nói ngay. Lưu Điển đi xong, Lý Thanh Đế thở dài, xem ra đã bị Lưu Điển này chém rồi. Ngô Bình cũng nhìn ra được, Lưu Điển này rõ ràng đang diễn với trưởng lão trẻ tuổi kia, mục đích chính là để moi tiền của anh. 10 triệu thôi mà, đưa cũng được, chỉ là sau này bớt qua lại với Lưu Điển này đi. Lý Thanh Đế, rõ. Một lát sau, Lưu Điển trở lại, cười nói, xong rồi, chúng ta đi làm thủ tục, sau đó đưa tiền cho anh ta. Trở lại quầy, trưởng lão trẻ tuổi kia làm thủ tục nhập môn cho Ngô Bình rất nhanh. Sau đó, Ngô Bình nhận một tấm ngọc bài, tới một đại điện khác. Lưu Điển nói, phía sau còn hai ải nữa, đây là ải đầu tiên, kiểm tra huyết mạch. Nếu Lý Tông Chủ không có huyết mạch của lão quân thì không thể nào trở thành đệ tử chân truyền được. Ngô Bình, thế thì kiểm tra đi. Lưu Điển vội nhắc nhở anh, Lý Tông Chủ, có phải huyết mạch của lão quân không, không ai nói rõ được, dù sao người họ Lý trong thiên hạ không chỉ có mình nhánh của lão quân. Theo kinh nghiệm của tôi, 10 người tới kiểm tra thì có đến 9 người không có quan hệ gì với lão quân. Lâm Thanh Giao, ý của anh là chỗ này cũng phải dùng tiền. Lưu Điển mỉm cười, tôi đang định nói là tôi quen biết với trưởng lão trong đây. Chỉ cần bỏ ra 50 triệu tiền báu thì chắc chắn qua. Ngô Bình thản nhiên nói, không cần đâu, tôi là hậu nhân của lão quân chính thống. Lưu Điển ngưng cười, anh ta tiếp tục khuyên, Lý Tông Chủ, tôi chỉ sợ nhớ đâu không may thôi mà. Tôi thấy nên làm việc thận trọng chút vẫn hơn. Lý Thanh Đế, điểm này thì anh Lưu yên tâm, Tông Chủ nhà tôi đúng là thuộc nhánh của lão quân. Lưu Điển chỉ đành nói, vậy được, lúc anh ta quay đầu, sắc mặt toát ra vẻ giễu cợt. Ngô Bình vào đại điện thì một trưởng lão có bộ râu dài nhìn ngọc bài của anh, sau đó ông ta vứt một cái bát ra, lạnh lùng nói, đổ vào đây 1/4 lít máu đi. Ngô Bình nhíu mày, máu của anh là thánh huyết, lấy ra 1/4 lít thật sự quá phí, anh bèn nói, chỉ là kiểm tra huyết mạch, không cần tới 1/4 lít đâu nhỉ. Trưởng lão râu dài nhíu mày, không muốn kiểm tra thì cậu có thể ra về. Ánh mắt ông ta hằn rõ vẻ chán ghét với Ngô Bình. Ngô Bình bất lực, bèn véo ngón tay, một mạch máu đứt ra, đổ 1/4 lít máu vào trong chén. Người kia cầm chén lên rồi vứt thẳng vào bệ ngọc gần đó. Chén rơi trên đó đã đổ mất nửa máu ra ngoài. Sau đó trận pháp trên bệ ngọc khởi động, từng tia sáng phát ra, máu trong chén bắt đầu phát sáng. Quá trình kiểm tra mất khoảng 3 phút, trưởng lão râu dài kia lấy một tấm ngọc từ bệ ngọc ra, ông ta liếc sơ qua rồi thờ ơ nói, cậu không phải huyết mạch của lão quân. Không thể gia nhập giáo phái của tôi được. Ngô Bình nhíu mày, quá trình kiểm tra của ông có vấn đề. Trưởng lão râu dài sa sầm mặt xuống, cậu nghi ngờ tôi à, nói rồi một luồng sức mạnh ập về phía Ngô Bình. Trong mắt ông ta, người ở dưới lên không có tu vi gì, thực lực cũng tầm thường, ông ta là cường giả hư tiên tầng thứ hai, một ý niệm tùy ý đã có thể khiến Ngô Bình quỳ gối xin tha. Ngô Bình lập tức phóng thích thần anh vô thượng của mình ra. Thần anh xông ra ngoài đại điện, đứng trên cao, sau lưng thần anh xuất hiện ảo ảnh lão quân cực lớn, đây chính là chứng minh tốt nhất cho việc anh sở hữu huyết mạch lão quân. Khí tức khủng bố của thần anh trấn áp cả tiên giáo Thái Thanh, một số nhân vật cấp lão tổ kéo nhau xuất quan, kinh ngạc nhìn thần anh trên cao. Ngô Bình cao giọng nói, một trưởng lão nho nhỏ như ông lại dám tự tiện sửa đổi kết quả kiểm tra. Mở to mắt chó của ông ra nhìn cho kỹ, Lý Huyền Bình tôi có phải là huyết mạch của lão quân hay không? Dầm. Cơn giận của anh làm trời đất đổi màu, mây mù cuồn cuộn kéo đến trên trời, sấm chớp nổ đùng đoàng,
kiếm vực khủng bố phóng ra, sát khí ngút trời. Trưởng lão râu dài sợ mất mật, quỳ rạp xuống đất, há miệng định giải thích nhưng không biết nói gì. Ha ha ha, tộc Lý thì ta cuối cùng cũng xuất hiện một vị thiên kiêu rồi. Một trưởng lão cao lớn, tráng rộng mày rậm, đầu tóc bạc trắng, râu dài phất phơ, mặc một bộ trường bào màu tím, bay từ một đỉnh núi tới. Ngô Bình thấy người tới là một vị đạo quân thì vội thu khí thế lại, thần anh trở về dáng vẻ người thường, anh hành lễ với ông lão, Lý Huyền Bình, tông chủ của Lý Thị ở Đại Lục Côn Luân, bái kiến đạo quân. Ông lão vui mừng quan sát Ngô Bình nói, khá lắm, khá lắm, căn cốt của con là thứ mà đời này ta hiếm khi gặp được. Nói xong, ông ấy nhìn xuống trưởng lão râu dài bên dưới, người nọ bỗng kêu thảm một tiếng, nằm xuống đất lăn lộn rồi biến thành một con lợn. Con lợn này sợ sệt run rẩy, vừa đái vừa ị, tuy nó đã biến thành con lợn nhưng đầu óc vẫn có thể suy nghĩ được như con người, biết mình xong đời rồi. Ông lão thản nhiên nói, thứ ngu như lợn, suýt chút nữa đã khiến tiên giáo Thái Thanh ta mất đi một vị thiên kiêu. Nếu đã ngu như vậy thì đời đời kiếp kiếp làm lợn đi. Giọng nói ấy vừa dứt, một người đàn ông trung niên mặc chiến bào màu vàng oai vệ xuất hiện. Sau lưng có một vầng sáng hình tròn, bên trong có tám ảo ảnh mãnh thú như ẩn như hiện. Thanh Dương đạo quân cười bảo, tam sư đệ, tuy anh có nhiều đồ đệ nhưng thêm một đứa hay nhiều đứa cũng không khác gì nên không vấn đề gì đâu. Người kia đáp, nhị sư huynh, nhìn qua cũng biết thằng bé này là thiên tài luyện võ. Để nó gia nhập võ tông bọn em đi. Tam sư huynh, rõ ràng cậu nhóc là kiếm tiên, nên gia nhập môn phái của em mới phải. Một người phụ nữ mặc đồ trắng trông khoảng hơn 20 tuổi đạp một thanh kiếm mây bảy màu bay tới. Luồng khí tức sắc bén ập tới khiến cả Thanh Dương đạo quân và người kia đều tự giác lùi lại. Thanh Dương đạo quân cười khổ nói, sao tiểu sư muội cũng tới vậy? Người phụ nữ kia ngang tàng đáp, thưa hai sư huynh, em là người nhỏ tuổi nhất. Sư tôn đã nói các anh đều phải nhường em. Người đàn ông trung niên thở dài, sư muội, chuyện khác thế nào cũng được. Nhưng anh nhất định phải giành được thằng nhóc này. Ông ấy mỉm cười nhìn Ngô Bình, bé con, ta là tông chủ võ tông của tiên giáo Thái Thanh, cũng là một trong ba võ quân mạnh nhất thế giới này. Ta thấy căn cốt của con đúng là của một kỳ tài luyện võ. Nếu con đồng ý gia nhập võ tông Thái Thanh thì thành tựu sau này còn cao hơn cả ta. Ngô Bình không ngờ mình sẽ bị ba người có máu mặt cùng tranh đoạt. Anh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp, xin hỏi ba vị đạo quân, con có thể giới thiệu bản thân một chút được không? Ba người kia quay ra nhìn nhau, người phụ nữ lên tiếng, được, con nói đi, bọn ta nghe đây. Ngô Bình giới thiệu, con là Lý Huyền Bình, từng tự học y thuật và đan thuật nhờ cơ duyên, cũng may mắn có được một chút truyền thừa của tiên điện thiên võ. Hiện giờ chắc con đã đạt tới trình độ của thầy luyện đan năm sao, kiếm đạo cũng có chút thành tựu. Con đã luyện thành kiếm hồn, cũng tu luyện công pháp kiếm đạo đế phẩm. Cả ba người nghe xong đều tươi cười thầm nghĩ. Đây chính là thiên tài bọn họ đang kiếm tìm. Người phụ nữ nói, ta là Phiêu Miểu đạo quân, tông chủ của kiếm tông. Lý Huyền Bình, con nói con từng tu luyện kiếm thuật, có thể cho ta xem không? Ngô Bình gật đầu rồi giơ tay lên, một tia kiếm quang bay lên trời. Đó là thần thông kinh vĩ thiên địa trong kiếm đạo, nhờ có sự phối hợp của ý nghĩa âm dương và ý nghĩa thiên tượng, anh đã luyện tới tầng thứ 5. Thoáng chốc có hàng trăm nghìn tia kiếm quang đen trắng lấp lóe giữa trời. Sức mạnh của đế được ý nghĩa không tượng bổ trợ, có uy thế long trời lở đất. Thần võ đạo quân nhìn thấy kiếm pháp của Ngô Bình cũng phải tấm tắc khen ngợi, kiếm khí mạnh quá. Đến cả chân tiên cũng không thoát được, không ngờ thằng bé mới chỉ là chân quân. Phiêu Miểu đạo quân mỉm cười hài lòng, bà ấy cúi đầu hành lễ với hai vị sư huynh, nhị sư huynh muốn tiên căn hỗn mang thì em tặng cho. Chỉ cần anh đừng tranh nhận đồ đệ này với em là được. Nhị sư huynh do dự hồi lâu, vuốt râu đáp, sư muội à, tiên căn hỗn mang là thứ tốt nhưng đồ đệ này cũng không tồi. Phiêu Miểu đạo quân đáp, nếu anh không đồng ý em sẽ đi tìm sư tôn, để xem người bênh ai. Đến lúc đó anh không được lợi gì đâu. Thanh Dương đạo quân cười khổ, được rồi, nghe lời sư muội đi. Nhưng em phải mau mang tiên căn hỗn mang tới cho anh đấy. Phiêu Miểu đạo quân lại nhìn sang thần võ đạo quân, tam sư huynh, em đang giữ một thứ mà võ đạo tổ sư để lại. Chắc sẽ giúp ích được cho anh. Anh có muốn không? Thần võ đạo quân thở dài đáp, sư muội, em nắm được điểm yếu của anh rồi. Lần này anh nhường em. Phiêu Miểu đạo quân cười nói, cảm ơn hai vị sư huynh, em sẽ cho người mang đồ tới sau.
Bấy giờ bà ấy mới hỏi Ngô Bình, Lý Huyền Bình, con có muốn bái ta làm sư tôn, gia nhập Thái Thanh Kiếm Tông không? Mục đích chuyến đi lần này của anh chính là để gia nhập tiên giáo Thái Thanh. Anh dứt khoát đồng ý, Lý Huyền Bình xin ra mắt sư tôn. Phiêu Miểu đạo quân mỉm cười, được rồi, đi theo ta. Sau khi chào hai vị đạo quân còn lại, Phiêu Miểu đạo quân dẫn Ngô Bình đi vào một không gian biến dị. Nếu không có bà ấy dẫn đường thì e là anh không thể tìm thấy nơi này. Bên trong không gian ấy dày đặc tiên khí, là tiên cảnh đích thực. Nơi đâu cũng tràn ngập tiên dược tiên thú, khác hẳn với thế giới người phàm. Ngô Bình biết tất cả những thứ này đều là tác phẩm của Đại La Kim Tiên. Bọn họ bay đến một ngọn núi cao, trên đỉnh núi là một cung điện khổng lồ với hơn 1.000 tòa nhà lớn nhỏ khác nhau rải rác xung quanh. Phiêu Miểu đạo quân giải thích, đệ tử của ta phần lớn là con gái. Trên con còn có 5 sư tỷ, ai cũng là thiên tài hiếm có. Lúc rảnh rỗi con nhớ tìm gặp bọn họ. Ngô Bình đáp, vâng thưa sư tôn, kiếm tông chúng ta có bao nhiêu đệ tử vậy? Phiêu Miểu đạo quân nói, kiếm tông có yêu cầu rất cao về ngộ tính nên cũng không có nhiều đệ tử, chỉ hơn 300 người. Trong đó có 42 đệ tử chân truyền, 9 đệ tử ưu tú. Ngô Bình tròn mắt hỏi, không có đệ tử nòng cốt sao? Cô ấy bật cười bảo, đệ tử ưu tú được kiếm tông tập trung bồi dưỡng. Còn đệ tử nòng cốt là trọng tâm bồi dưỡng của cả tiên giáo Thái Thanh. Điều kiện trở thành đệ tử nòng cốt rất khắc nghiệt. Từ khi thành lập tới nay, tiên giáo chúng ta chỉ có 3 đệ tử nòng cốt, bây giờ ai cũng là cao thủ cảnh giới Đại La. Với tư chất của con hẳn là có cơ hội, không cần sốt ruột quá, cứ làm quen với tiên cảnh trên Phiêu Miểu trước đi. Phiêu Miểu đạo quân dẫn anh đi vào một tòa đại điện. Các tiên tử ở bên trong thấy bà ấy đến đều nhao nhao hành lễ thiên tôn. Thì ra đây đã là đại thế giới Phiêu Miểu. Ở đây, Phiêu Miểu đạo quân là thiên tôn, là chủ nhân của thế giới này. Phiêu Miểu thiên tôn ra lệnh, các cô lui xuống đi. Sắc mặt của bà ấy trở nên nghiêm túc, Huyền Bình, con học kiếm thuật ở đâu? Anh biết không thể giấu giếm nổi nhân vật ở cấp bậc này, bèn đáp, sư tôn, con từng học công pháp thiên phẩm, thiên cực kiếm kinh. Hiện giờ đã luyện đến tầng thứ 7. Ngoài ra con cũng có tu luyện thiên địa kiếm quyết, đạt được ý nghĩa âm dương và ý nghĩa thiên tượng trong đại thế giới kiếm đạo. Con luyện đến cảnh giới thứ 2 rồi. Phiêu Miểu đạo quân thấy anh không hề che giấu, vui vẻ nói, xem ra ta nhận con làm đồ đệ là quyết định rất đúng đắn. Chỉ con mới có thể kế thừa kiếm đạo của ta. Ngô Bình tò mò hỏi, sư tôn, các đạo quân Đại La đều có kiếm đạo của riêng mình. Của sư tôn là gì vậy? Phiêu Miểu đạo quân mỉm cười nói, giống như tên của ta, kiếm đạo của ta chính là Phiêu Miểu kiếm đạo. Anh mở lời, sư tôn có cần thiên cực kiếm kinh không? Có lẽ nó sẽ giúp kiếm đạo của sư tôn có cơ hội đột phá. Phiêu Miểu thiên tôn xua tay đáp, thiên cực kiếm kinh là công pháp thiên phẩm. Con học rồi thì ta không thể học nữa. Nhưng nếu con có thể đạt được truyền thừa của kiếm tổ thì sẽ giúp ích cho ta rất nhiều. Ngô Bình gật đầu hứa hẹn, nhất định con sẽ tới đại thế giới kiếm đạo, đoạt lấy truyền thừa của kiếm tổ. Phiêu Miểu thiên tôn nhắc nhở, Huyền Bình, kiếm đạo con học mạnh hơn kiếm đạo Phiêu Miểu của ta, nhưng con cũng nên học của ta ít nhiều. Biết thêm kiếm đạo mới chỉ có lợi mà thôi. Ngô Bình lễ phép đáp, vâng. Bà ấy lại nói tiếp, sau này Thái Thanh Kiếm Tông có khả năng vượt qua đại thế giới kiếm đạo và kiếm phái Đại Hoang hay không phải dựa vào con rồi. Ngô Bình tò mò hỏi, sư tôn, con biết đại thế giới kiếm đạo, nhưng kiếm phái Đại Hoang lại là cái gì vậy? Phiêu Miểu thiên tôn giải thích, trên đời này có 3 thế lực kiếm đạo mạnh nhất, một là đại thế giới kiếm đạo, hai là kiếm phái Đại Hoang. Bọn họ có một hoang thiên đạo quân, kiếm thuật mạnh hơn ta nhiều. Người này có khả năng đột phá cảnh giới đạo tổ. Một khi ông ta thành công thì đến cả đại thế giới kiếm đạo cũng sẽ phải nể mặt. Anh kiên định nói, Thái Thanh Kiếm Tông của ta cũng không kém. Phiêu Miểu thiên tôn bật cười, đương nhiên là không kém rồi. Nhưng so với 2 thế lực kia thì còn chênh lệch nhiều lắm. Vậy nên con phải cố gắng làm sư tôn nở mày nở mặt. Anh gật đầu thật mạnh, sư tôn yên tâm, sớm muộn cũng có ngày con vượt qua bọn họ. Phiêu Miểu thiên tôn nghe thấy thế mỉm cười gật gù, ta tin con. Bỗng có một nữ trưởng lão đi tới đưa cho Ngô Bình một chiếc túi không gian, trong này là những thứ đệ tử Thái Thanh cần dùng. Anh nhận lấy xem thử rồi nói lời cảm ơn. Phiêu Miểu dặn dò, Huyền Bình, con ra ngoài tham quan đi. Đại thế giới Phiêu Miểu này rộng lắm, có không ít cảnh vật mới lạ. À quên,
con còn có 5 sư tỷ nữa. Bọn họ sống trong 5 tòa kiếm cung ở dưới đấy. Con có thể tới gặp họ. Anh đáp, chỉ cần có cơ hội con sẽ tới thăm các sư tỷ. Nhưng đại thế giới phiêu miểu là do sư tôn mở ra sao? Trong này còn thế giới tinh thần của các thiên tiên khác không? Phiêu miểu cười nói, trước kia ta mở ra thế giới linh đài làm nòng cốt. Về sau có không ít thiên tiên gia nhập nên thế giới này ngày càng được mở rộng thành như bây giờ. Ngô Bình hỏi tiếp, đại thế giới phiêu miểu và đại thế giới Thái Thanh có liên quan tới nhau không? Phiêu miểu đáp, có đường qua lại nối liền hai thế giới này. Anh cười hỏi, vậy thì nơi này không còn là tiên giới nữa phải không ạ? Phiêu miểu thiên tôn bảo, có thể nói là đúng, cũng có thể nói là sai. Đại thế giới Thái Thanh là một trong các thế giới nòng cốt của tiên giới, địa vị rất vững chắc. Đại thế giới do ta và các sư huynh mở ra có liên hệ với đại thế giới Thái Thanh nên cũng có thể miễn cưỡng coi như một bộ phận của tiên giới. Chính vì vậy, tiên đình cũng không nói gì được. Ngô Bình nói, sau này khi trở thành thiên tiên, con cũng muốn đến đây. Phiêu miểu thiên tôn lại lắc đầu, không, con mà thành thiên tôn thì phải tự tạo ra thế giới của riêng mình. Đến lúc đó có sẽ có được đại thế giới linh đài riêng. Hai người họ trò chuyện thêm đôi câu. Sau đó phiêu miểu thiên tôn vung tay một cái, trong đầu Ngô Bình liền hiện ra thông tin về phiêu miểu kiếm đạo của bà ấy. Kiếm đạo không phải chiêu thức, mà là một loại đạo lý. Anh học xong là có thể vận dụng vào chiêu thức hoặc thần thông kiếm đạo của mình ngay tức khắc để nâng cao uy lực. Phiêu miểu thiên tôn truyền dạy xong thì cười nói, con ra ngoài được rồi. Có lệnh bài này thì con có thể tự do ra vào đại thế giới phiêu miểu. Ngô Bình nhận lệnh bài rồi nói lời tạm biệt. Anh muốn đi dạo một vòng quanh đại thế giới này. Anh vừa đi ra đã có một nữ đệ tử cung kính đi tới. Cô gái ấy rất xinh đẹp, tu vi cũng không thấp, đã đạt giới cảnh giới hư tiên tầng thứ 3. Cô ấy tươi cười giới thiệu, chào công tử, tôi là Mộc Kiếm Minh, là đệ tử chân truyền của Thái Thanh Kiếm Tông. Thiên tôn bảo tôi dẫn anh đến chỗ ở. Ngô Bình khá bất ngờ, Mộc sư tỷ là cao thủ hư tiên rồi mà vẫn chưa phải trưởng lão sao? Cô ấy cười đáp, ở Thái Thanh Kiếm Tông chúng ta chỉ có chân tiên mới được thăng chức thành trưởng lão. Ngô Bình không khỏi cảm thán, quá đỉnh, chắc là Kiếm Tông chúng ta có nhiều chân tiên lắm. Mộc Kiếm Minh giải thích, hiện giờ có hơn 100 trưởng lão, nhưng chủ yếu bọn họ đều đi giảng dạy ở các kiếm cung bên dưới. Anh khó hiểu hỏi, kiếm cung bên dưới, kiếm cung không ở trong đại thế giới phiêu miểu sao? Lâm Kiếm Minh nói, kiếm cung có ở khắp mọi nơi, cả tiên giới và đại lục hồng hoang. Kiếm cung không đặt ra yêu cầu cao về đệ tử như ở đây. Nhưng nếu có ai xuất chúng thì sẽ được đưa tới kiếm tông bồi dưỡng. Ngô Bình cũng hiểu được sơ sơ. Đây là cách Thái Thanh Kiếm Tông tìm kiếm nhân tài khắp nơi. Mộc Kiếm Minh dẫn anh đi tới một tòa cung điện nguy nga trên đỉnh núi đẹp như tranh vẽ. Cô ấy lên tiếng, đây là nơi tu luyện sau này của công tử. Tôi sẽ gọi vài người hầu đến đây cho công tử sau. Ngô Bình rất hài lòng với nơi này. Bèn nói, đa tạ Mộc sư tỷ. Cô ấy cười bảo, công tử khách sáo quá. Công tử là đệ tử của thiên tôn, có địa vị cao quý. Đây là chuyện tôi phải làm thôi. Bấy giờ anh mới nói, Mộc sư tỷ cứ đi làm việc của mình đi. Nếu cần tôi sẽ gọi cô sau. Cô ấy mỉm cười đáp lại, được, công tử nghỉ ngơi trước đi. Sau khi Mộc Kiếm Minh rời đi không lâu, có 12 cô gái trẻ xinh đẹp tới hầu hạ và phụ trách ăn uống hàng ngày cho anh. Ngô Bình cảm thấy không quen, bèn để họ tự làm việc của mình rồi vùi đầu vào phòng luyện công để lĩnh ngộ phiêu miểu kiếm đạo. 3 ngày liên tiếp anh không bước chân ra khỏi cửa. Trong thời gian này, anh đã nâng tầm hiểu biết của mình đối với kiếm đạo, thậm chí còn đột phá cảnh giới tiểu thiên tượng. Tiểu thiên tượng là tầng thứ nhất của cảnh giới vạn tượng. Tiểu thiên tức là thế giới tiểu thiên, còn tiểu thiên tượng là hình dạng và quy luật của vạn vật trong thế giới tiểu thiên. Đột phá tiểu thiên tượng là có thể tạo ra tiểu thiên kiếm giới cao hơn kiếm vực một bậc. Ở trong kiếm giới, kiếm đạo của anh sẽ phát huy được uy lực lớn nhất. Anh vừa mới nảy lên suy nghĩ, cả ngọn núi đều chìm trong làn sương mù mờ ảo. Nơi đây đã bị anh đặt vào tiểu thiên kiếm giới của mình. Sau vài lần luyện tập, anh rất hài lòng với thành quả đạt được, quyết định tu luyện thêm tầng thứ 8 của thiên cực kiếm kinh, thiên cực tam thức. Thiên cực tam thức vừa là công pháp, vừa là kiếm chiêu. Nó có thể đánh ra được thần thông kiếm đạo và sát chiêu kiếm đạo mạnh mẽ. Anh tu luyện thiên cực kiếm kinh bao lâu nay nhưng đây là lần đầu tiên chính thức học kiếm chiêu.
Thiên cực thức thứ nhất, hoan không. Cảnh giới hoan không tức là khắp nơi đều là ảo ảnh, yêu cầu rất cao đối với thần niệm. May mà anh đã đạt được nhất niệm nhất thế giới từ lâu nên thức thứ nhất này cũng không quá khó đối với anh. Dù là vậy, anh vẫn phải luyện hết 7 ngày trời, vận dụng cả nhân cách tối thượng mới luyện thành. Học được mới chỉ là khởi đầu, anh còn muốn luyện tới cấp độ viên mãn. Việc đầu tiên cần làm chính là ngộ ra được kiếm chiêu chí mạng. Sau 3 ngày nữa, rốt cuộc anh cũng ngộ ra được một chiêu, đặt tên là Hoan Diệt. Anh đang chuẩn bị thi triển thì ngoài cửa vang lên giọng nữ ngọt ngào, sư đệ ở đâu vậy? Ngô Bình giật nảy mình, không biết đối phương là ai. Không lẽ chính là mấy vị sư tỷ chưa có cơ hội gặp gỡ kia sao? Anh chưa kịp phản ứng lại, chủ nhân của giọng nói kia đã đẩy cửa xông vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, quan sát đối phương. Cô gái trước mặt anh trông chỉ khoảng đôi mươi, là cao thủ cảnh giới thiên tiên. Vẻ xinh đẹp của cô ấy không hề thua kém vị ám nguyệt nữ vương nọ. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc búi lên được buộc lại gọn gàng bằng một dải lụa xanh. Làn da trắng nõn nà, gò má ửng hồng, đôi lông mày tinh xảo, ánh mắt sáng như sao xa. Vẻ đẹp ấy khiến Ngô Bình không thể rời mắt. Anh hỏi, chị là vị sư tỷ nào vậy? Cô gái kia cũng đang quan sát Ngô Bình. Cô ấy mỉm cười giới thiệu, chị là nhị sư tỷ Lam Hâm. Anh vội vàng bước tới cung kính hành lễ, tiểu đệ Lý Huyền Bình xin ra mắt nhị sư tỷ. Lam Hâm nói, sư đệ không cần hành lễ đâu, chị vừa mới đi gặp sư tôn, nghe nói người mới nhận thêm một tiểu sư đệ nên muốn tới xem thử người nào có thể khiến sư tôn có ý định nhận đệ tử. Anh cười đáp, sư tôn nhận đệ tử là chuyện bình thường mà. Lam Hâm lắc đầu, rất không bình thường. Sư tôn từng nói người không nhận đệ tử nam, khi người thu nhận ngũ sư muội đã nói con bé là đệ tử cuối cùng, sau này không nhận thêm ai nữa. Anh chỉ mỉm cười khiêm tốn, lúc đó em đã đánh ra một chiêu kiếm. Chắc là sư tôn cảm thấy tư chất của em cũng được. Lam Hâm không tin, không thể nào, nhất định em phải có chỗ hơn người thì mới khiến sư tôn thay đổi suy nghĩ. Chỉ dẫn em tới chỗ này. Nói rồi cô ấy không đợi Ngô Bình đáp lại đã kéo anh bay trên kiếm quang hướng về một ngọn núi. Bay được một đoạn thì xuất hiện một chiếc bia thử kiếm. Ngô Bình đã quá quen với thứ này nhưng vẫn giả vờ ngây ngô hỏi, sư tỷ, đây là cái gì? Lam Hâm cười nói, bia thử kiếm. Em dùng hết sức đánh ra một chiêu kiếm đi. Chị muốn biết thứ hạng của em trong số các cao thủ cùng cấp. Anh chớp mắt hỏi, thứ hạng của sư tỷ là bao nhiêu vậy? Lam Hâm bình thản đáp. Tư chất của chị cũng tạm được, xếp hạng 309 trong cảnh giới chân tiên. Ngô Bình giơ tay đánh ra một tia kiếm quang, lần này anh chỉ đánh ra 30% sức lực. Bảng xếp hạng trên bia thử kiếm quay cuồng một hồi rồi vị trí thứ hai được chừa trống ra. Thấy thế, Lam Hâm kinh ngạc thốt lên, sư đệ là người có kiếm lực xếp thứ hai trong số các chân quân trong lịch sử, quá lợi hại. Ngô Bình xoa đầu mũi ngại ngùng hỏi, sư tỷ. Vậy em có phải là kiếm chân quân mạnh nhất thời nay không? Lam Hâm cười bảo, tất nhiên rồi, bây giờ em còn chưa bước vào cảnh giới thần hóa, chờ em đạt được cấp độ này, hạng nhất cảnh giới chân quân sẽ thuộc về em. Cảnh giới thần hóa, linh hồn sơ sinh trưởng thành sau khi trải qua lôi kiếp, thay thế cơ thể hiện giờ trở thành sinh mệnh chính. Tu sĩ ở cảnh giới này có linh hồn sơ sinh mạnh hơn thể xác rất nhiều. Linh hồn sơ sinh của tu sĩ đạt cảnh giới thần hóa đích thực được gọi là dương thần. Dương thần mạnh mẽ thiên biến vạn hóa, có thể hóa thân thành mọi thứ. Ngô Bình khiêm tốn nói, em chỉ là một chân quân nho nhỏ, còn chị là chân tiên. Sao em đánh lại chị được? Lam Hâm đã đạt tới cảnh giới chân tiên tầng thứ hai, lại cộng thêm bản thân cô ấy đã là một kiếm tiên nên thực lực rất khủng bố. Quả thực anh không thể đánh thắng cô ấy. Lam Hâm an ủi, sư đệ vẫn còn tiến bộ nữa, sớm muộn gì cũng có ngày vượt qua chị. Em đến từ bên ngoài hả? Thế giới ở bên ngoài có vui không? Anh bật cười hỏi, sư tỷ chưa từng ra ngoài sao? Lam Hâm khẽ thở dài, chưa từng. Sư tôn nói trước khi đạt được cảnh giới chân tiên tầng thứ ba thì không được rời khỏi đại thế giới. Ngô Bình cảm thấy rất ngạc nhiên, chân tiên tầng thứ hai cũng rất mạnh mà. Sao sư tôn lại không cho ra ngoài? Lam Hâm bất lực đáp, chị không biết nữa. Hay là sư đệ xin sư tôn dẫn chị ra ngoài chơi đi? Anh gật đầu hứa hẹn, có dịp em sẽ xin phép sư tôn. Bấy giờ Lam Hâm viết tên của anh vào chỗ trống ở hạng 2, Lý Huyền Bình. Bia thử kiếm có rất nhiều,
Ngay khi thứ hạng có sự thay đổi, toàn bộ thế giới kiếm đạo đều chấn động. Các thế lực hoảng hốt điều tra xem là thiên tài nhà nào. Lam Hâm còn bận chuyện khác nên chỉ trò chuyện đôi ba câu với anh liền rời đi. Ngô Bình thầm tính toán, bản thân đã xa nhà nửa tháng. Anh thấy nhớ con, cũng đang có ý định đưa người nhà đến đại thế giới phiêu miểu sinh sống. Dù sao sư tôn của anh cũng là thiên tôn ở đây, không có chỗ nào an toàn bằng nơi này. Anh đến tạm biệt phiêu miểu thiên tôn rồi rời khỏi đại thế giới phiêu miểu, mượn dùng trận vận chuyển của đại thế giới Thái Thanh để quay về hạ giới. Địa điểm đặt trận vận chuyển của đại thế giới Thái Thanh ở hạ giới là một hòn đảo ngoài khơi, có một vài đệ tử của tiên giáo Thái Thanh phụ trách trông coi. Bọn họ vừa thấy Ngô Bình đi ra thì đều vội vàng cung kính nói, xin chào công tử. Thân phận của anh là đệ tử ưu tú của kiếm tông, cao quý hơn bọn họ nhiều. Anh dò hỏi, ở đây là đâu? Cách đại lục xa không? Một đệ tử nhanh nhỏ trả lời, cách 1.900.000 dặm về phía tây chính là lục địa. Ngô Bình gật đầu, lập tức phi độn về hướng tây. Khi nhìn thấy lục địa, anh bỗng dừng bay giữa không trung rồi di chuyển sang bên trái một đoạn, chậm rãi bay xuống dưới. Anh cảm thấy nơi này rất quen thuộc, anh suy tư hồi lâu rồi lấy la bàn được nhẫn hoàng Beni tặng ra dùng. Quả nhiên kim chỉ nam trên la bàn chỉ về vùng đất này. Chẳng lẽ động tiên Quảng Thành nằm ở đây sao, anh thầm nghĩ. Anh đang định dạo chơi động tiên một vòng thì thấy một tia độn quang bắn tới từ phía nam. Ở đây có người tu hành phi độn là chuyện rất bình thường, anh cũng không để ý. Thế nhưng tia độn quang kia bất chợt dừng lại cách anh vài mét, một cô gái bay về phía anh. Sau khi thấy rõ mặt đối phương, anh bất ngờ hô lên, cô Mộ Dung. Thì ra chính là Mộ Dung Thi Thi mà anh từng có duyên gặp gỡ một lần ở Cảng Thành. Cô ấy là sư muội của Ngô Ngạo Xương. Khi anh gặp được Ngô Ngạo Xương đang trải qua luân hồi đại kiếp, anh đã đặt tên cho cô ấy là Ngô Ngạo Xương. Mộ Dung Thi Thi mừng rỡ nói, không ngờ tôi lại gặp được anh Ngô ở đây. Ngô Bình hỏi thăm, Mộ Dung cô nương, Ngô Ngạo Xương vẫn khỏe chứ? Mộ Dung Thi Thi không khỏi cảm thán, thế giới thay đổi quá nhanh, ở Cảng Thành xuất hiện rất nhiều cao thủ. Nửa tháng trước sư tỷ đánh nhau với người khác bị thương nặng nên đang chữa thương trong động tiên. Tôi ra ngoài là để tìm thuốc cho chị ấy. Anh ngạc nhiên hỏi, Ngô Ngạo Xương bị thương sao? Dẫn tôi qua đó đi, tôi là tiên y, có thể chữa cho cô ấy. Mộ Dung Thi Thi vui mừng đồng ý, tốt quá, chúng ta mau đi thôi. Hai người họ cùng quay về động tiên. Trước khi đi, Ngô Bình thầm ghi nhớ vị trí của động tiên Quảng Thành. Khi nào có thời gian anh sẽ đến đây mở động tiên. Quảng Thành Tử là thầy của Hoàng đế, một trong các tiên nhân mạnh nhất thời cổ đại. Ông ấy là cao thủ cấp đạo tổ, tất nhiên động tiên cũng khác với của người thường. Hai người phi độn thêm mấy nghìn mét rồi hạ xuống một sơn cốc. Nơi đây trăm hoa đua nở, bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân, không ít động vật hoang dã thoát ẩn thoát hiện. Mộ Dung Thi Thi vung tay một cái, một góc của sơn cốc biến thành cánh cửa đá. Đằng sau cánh cửa là các bậc thang bằng đá kéo dài mấy chục mét, dẫn tới một hang đá khổng lồ. Mộ Dung Thi Thi ấn vào một cơ quan nào đó, bên cạnh hang đá hiện ra một cánh cửa khác, tiếp đó chính là một tòa cung điện rộng lớn. Lúc này, Ngô Ngạo Xương đang ngồi trên giường đá vận công trị thương. Giữa hai chân mày có một tia khí đen ẩn hiện. Hai người vừa bước vào, cô ấy liền mở choàng mắt, trông thấy Ngô Bình. Cô ấy vui vẻ cười hỏi, thằng nhóc thối, sao cậu lại tới đây? Ngô Bình trêu chọc, tới xem cô chết chưa? Thực lực yếu thì đừng có đi đánh nhau với người ta. Giờ thì hay rồi, bị đánh tàn phế luôn. Ngô Ngạo Xương hừ lạnh một tiếng, nếu thằng khốn kia không dùng độc, tôi đã lấy mạng hắn lâu rồi. Anh không phí lời thêm nữa, nhanh chóng đi tới chữa trị cho cô ấy. Y thuật của anh vô cùng lợi hại, Ngô Ngạo Xương chống đỡ suốt nửa tháng vẫn không có tiến triển gì, anh chỉ mất vài phút đã chữa khỏi vết thương bị trúng độc của cô ấy. Ngô Ngạo Xương nôn ra đờm máu đen. Cảm thấy cả người khoan khoái, bật cười bảo, không ngờ cậu còn giỏi y thuật như vậy, sau này tôi không cần lo bị thương nữa rồi. Ngô Bình ngó nghiêng xung quanh một lượt, đây là động tiên cô bảo sao? Ngô Ngạo Xương gật đầu đáp, chúng ta đang ở tầng ngoài cùng của động tiên. Tôi không mở được tiếp nữa, nhưng truyền thừa trong đây cực kỳ khủng bố, bây giờ tôi đã khai mở được động tiên rồi. Ngô Bình liếc mắt một cái đã nhìn ra được tu vi của cô ấy, cảnh giới động tiên của cô không vững. Tu hành quá gấp gáp.
Ngô Ngạo Xương đáp trả, không phải cậu còn tu hành nhanh hơn tôi sao? Chắc bây giờ cậu đã là cao thủ linh hồn sơ sinh rồi nhỉ? Ngô Bình nghiêm nghị nói, chúng ta khác nhau, tôi sẽ nói chuyện này sau. Bây giờ cô dẫn tôi đi xem động tiên này đi. Ngô Ngạo Xương và Mộ Dung Thi Thi đưa Ngô Bình đến trước một cánh cổng màu vàng. Trên cổng có tiên quang ba màu, vừa đưa tay chạm vào đã bị một lực mạnh đẩy ra. Ngô Ngạo Xương nói, tiên quang này thật bất thường. Lúc tu vi thấp, tôi còn chạm được cánh cổng này. Bây giờ thì vừa chạm tay đã bị đẩy bật ra, cả người khó chịu. Ngô Bình quan sát một lúc rồi bảo, cổng này dùng để thẩm định tư chất. Tư chất không đạt thì nó sẽ không cho cô vào, mà đối với người có tu vi càng cao, yêu cầu của nó sẽ càng cao. Ngô Ngạo Xương không phục, tư chất của tôi không đạt. Đùa đấy à? Ngô Bình đáp, đừng vội tự phụ, không tin thì nhìn tôi đây. Anh vươn tay về phía cánh cổng, tiên quang chấn động, tấn công anh. Ngô Bình là người từng luyện tiên kình, tiên lực của anh cũng chấn động và dễ dàng chống lại đòn tấn công của tiên quang, nhẹ nhàng ấn tay lên cổng. Sức mạnh xuyên qua cánh cổng, chẳng mấy chốc, anh đã đoán biết được kết cấu của cổng. Lòng bàn tay anh rung lên, cánh cổng màu vàng liền chậm chậm mở ra. Cửa hé mở, phía sau là một cung điện dưới lòng đất vô cùng tráng lệ. Đôi mắt Ngô Ngạo Xương sáng rực lên, giàu to rồi, nói xong liền xông vào đầu tiên. Mộ Dung Thi Thi cũng rất phấn khởi nối gót theo sau. Ngô Bình khẽ mỉm cười, chậm rãi bước vào, sau đó quan sát cả cung điện. Sau một lúc lùng sục bên trong, Ngô Bình đã biết được đại khái lai lịch của động tiên này. Đây có thể là động tiên của một vị chân tiên thời đại hạ, bị giết chết trong một cuộc tranh đấu của Hoàng thất đại hạ. Ngô Bình chẳng có hứng thú gì với những món đồ do người đó để lại. Anh đang định rời đi thì chuột tìm báu vật đột nhiên nhảy ra rồi kêu chít chít. Anh vẫy tay một cái, bệ ngọc liền biến thành tro bụi, hộp ngọc nọ bay vào tay anh. Mở hộp ra, bên trong đựng một hạt châu, có 12 phù văn ý nghĩa đang lơ lửng trên bề mặt hạt châu. Hình như phù văn có tác dụng phong ấn khí tức của hạt châu, bên trong nó có gì nhỉ? Anh khẽ mỉm cười. Nói với hai cô gái, tôi lấy hạt châu này nhé, những thứ còn lại thuộc về hai người đấy. Ngô Ngạo Xương vẫy tay, cậu cứ tự nhiên chọn. Nếu không nhờ Ngô Bình mở cổng, hai chị em họ sẽ chẳng lấy được món nào cả, thế nên anh có công lớn nhất. Ngô Bình còn bận việc khác, chỉ ở lại một lúc rồi để lại hai viên tam bảo thần đan, đoạn bảo rằng, tôi không thể nán lại lâu, nếu có thời gian, tôi sẽ đến tìm hai người. Đây là bùa ngọc để liên lạc. Gặp rắc rối gì thì có thể liên lạc với tôi. Nhận bùa ngọc, Ngô Ngạo Xương cười bảo, cảm ơn vì đan dược. Rảnh rỗi thì đến cảng thành chơi nhé. Rời khỏi động tiên, Ngô Bình đi thẳng đến Hưng Long. Trong Long Hổ tiên cảnh, con trai Lý Dược Sư của Ngô Bình và Nhậm San San đang cưỡi trên lưng thuồng luồng con mà nghịch nước, phấn khích đến mức không ngừng hò hét. Tuy tiểu đỉnh mới đầy tháng nhưng bây giờ đã có thể chạy trên mặt đất rồi. Ngay cả Nhậm San San cũng không đuổi kịp. Mới ra đời không bao lâu mà cậu bé đã bắt đầu nghịch ngợm phá phách, khiến Long Hổ tiên cảnh ầm ĩ náo loạn vô cùng. Đang chơi vui, Lý Dược Sư bỗng cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình. Cậu bé vừa ngoái đầu đã thấy Ngô Bình đang nhìn mình cười. Lý Dược Sư reo lên, kéo dây cương một cái, thuồng luồng trắng liền lao về phía anh rồi nhảy lên mười mấy mét, nhào vào lòng Ngô Bình. Bố ơi, cậu bé phát âm rất rõ chữ. Chẳng hề giống một đứa bé mới đầy tháng. Ngô Bình thơm cậu bé rồi hỏi, Đỉnh Nhi, mẹ đâu rồi? Lý Dược Sư chỉ về phía trước, mẹ đang tập cưỡi ngựa ở đó ạ. Hóa ra nước Kim Ưng sai người mang đến một con tử long câu vượt trội. Tử long câu này được chọn lựa kỹ lưỡng, đều rất đẹp và cao to. Nhậm San San thích cưỡi ngựa, trước đây cũng từng học kỹ thuật cưỡi ngựa rồi. Nhìn thấy tử long câu đẹp đến vậy, cô ấy muốn học cưỡi ngay. Thế nên cô ấy đã gọi nữ đế Linh Hy đến và nhờ dạy cô ấy cách điều khiển tử long câu. Ngô Bình ôm Lý Dược Sư bay đến, nhìn thấy Nhậm San San đang lao vùn vụt trên lưng ngựa. Con tử long câu này là vua ngựa, con tử long câu khác đi 8.000 dặm một ngày, còn nó có thể di chuyển đến 20.000 dặm một ngày. Tốc độ chẳng khác máy bay là bao. Nhắc thấy Ngô Bình, Nhậm San San liền giảm tốc độ, cười bảo, Huyền Bình, anh về khi nào thế? Ngô Bình đáp, mới về thôi. San San à, tử long câu không hợp với em. Để anh bảo Lỗ Ngọc làm cho em một chiếc xe ngựa, phối hợp với tử long câu này mới được. Nhậm San San nói, ừ,
cưỡi lâu quá sẽ cảm thấy khó chịu, ngồi xe ngựa vẫn hơn. Cả hai về nhà thì gặp Lý Vân Đẩu và bà nội đang trò chuyện với Nhậm Thiên Thắng. Thấy cháu mình đã về, Lý Vân Đẩu bèn gọi lại, Tiểu Bình à, ông đang bàn chuyện cưới hỏi với bố vợ của cháu, muốn tổ chức hôn lễ cho cháu và Tử Di, San San. Cháu cũng không còn nhỏ nữa, nên kết hôn rồi. Bây giờ Ngô Bình đã làm bố, đứa con thứ hai cũng sắp chào đời. Anh bèn cười bảo, vâng, cháu nghe theo ông cả. Lý Vân Đẩu rất vui mừng, chờ chắt của ông ra đời rồi mấy đứa kết hôn nhé. Đến lúc đó là có hai cô vợ và hai đứa con rồi. Ngừng lại một chút, ông nói tiếp, Huyền Bình à, bây giờ bên ngoài cũng yên bình rồi, ông nghĩ đã nên lúc ra ngoài. Dù sao nhà họ Lý chúng ta cũng còn nhiều chuyện kinh doanh phải làm. Ngô Bình cười đáp, ông nội, bây giờ đã khác xưa, chuyện kinh doanh trước đây của chúng ta không thể làm tiếp nữa. Lý Vân Đẩu cười bảo, cháu nghĩ ông nội không ra ngoài thì không biết tình hình ngoài đó sao. Ngày nào ông cũng xem tin tức cả, còn lên mạng nữa. Tuy bây giờ tiên nhân ở khắp nơi, nhưng tiên nhân cũng phải mua đồ mà, đúng không? Ngô Bình vừa nhìn ông vừa hỏi, ông nội có ý định gì sao ạ? Lý Vân Đẩu đáp, ông đã nghiên cứu nửa năm nay, phát hiện người tu hành cũng muốn có một chốn dừng chân, vậy nên chúng ta có thể làm về bất động sản. Bây giờ cửa hàng ở Long Kinh là tấc đất tấc vàng. Cháu có biết những cửa tiệm hàng đầu có giá bao nhiêu không? Ngô Bình thật sự không nắm rõ, bèn hỏi, bao nhiêu ạ? Lý Vân Đẩu trả lời, mặt tiền cửa hàng rộng 1.000 mét vuông ở vị trí đắc địa, có giá khoảng 1 tỷ tiền báu. Ngô Bình trợn mắt, 1 tỷ tiền báu, 1 mét vuông tương đương 100.000 tiền báu ư, đắt quá. Nếu là 1 tỷ tiền bùa thì anh còn chấp nhận được. 1 tỷ tiền báu thì chẳng khác gì trò đùa. Lý Vân Đẩu nói, nửa năm trước chỉ có giá 15 triệu tiền báu thôi. Cháu có biết tại sao không? Vì nước Long càng ngày càng ổn định, sự kiểm soát đối với tầng lớp bên dưới ngày càng mạnh mẽ. Ổn định, tất nhiên sẽ mang đến hưng thịnh cho doanh nghiệp, mà doanh nghiệp chắc chắn cần có cửa hàng. Ngô Bình hỏi, mình bắt đầu từ bây giờ có muộn không ạ? Dù sao cũng đắt đỏ quá rồi. Lý Vân Đẩu xua tay, cháu không thể nhìn cửa hàng bằng con mắt của người bình thường. Những cửa tiệm này bán đan dược, bán công pháp, một viên đan dược có giá bao nhiêu, một bộ công pháp có giá thế nào, vài triệu, vài chục triệu, đắt thì cả trăm triệu. Một cửa hàng bình thường, doanh thu mỗi năm đã có thể đạt đến cả chục tỷ tiền báu. Cửa hàng lớn thì có thể lên đến hàng nghìn, chục nghìn tỷ. Tính như vậy, cháu còn cảm thấy mặt bằng cửa hàng đắt nữa không? Ngô Bình gật đầu, vâng, nếu ông nội đã có ý định này, vậy có thể đầu tư một chút. Anh lấy ra một túi tiền, trong này có 100 tỷ tiền báu, ông có thể lấy đi đầu tư ạ. Lý Vân Đẩu cười bảo, tiền chỉ là một phương diện. Chúng ta mở cửa hàng, vẫn cần có chỗ dựa, chẳng phải cháu là thủ lĩnh cấm quân gì đó sao? Cửa hàng này sẽ được mua lại với danh nghĩa của cháu, mua được rồi, ông sẽ cử người giúp cháu quản lý. Ngô Bình cảm thấy rất có lý, vậy cháu đi ngay bây giờ nhé ông. Lý Vân Đẩu bảo, cháu không tháo chuyện làm ăn, dẫn theo Lý Mai để con bé chọn cửa hàng giúp cháu. Ngô Bình đáp, vâng, thế cháu sẽ đến Long Kinh một chuyến. Lý Vân Đẩu bàn thêm về câu về chuyện làm ăn rồi ôm Lý Dược Sư vào lòng, cười bảo chắt trai ngoan của ông, lại đây cho ông thơm một cái nào. Nhậm San San cũng nói với Ngô Bình, em cảm thấy ông nội rất có lý. Bây giờ tình hình ở Hải Thành cũng không khác mấy, giá của các cửa hàng đã tăng mạnh, chúng ta có thể đầu tư một ít. Ngô Bình hỏi, San San à, Hải Thành có ưu thế gì? Dù gì Long Kinh cũng là thủ đô nước Long, song Hải Thành không còn là Hải Thành năm xưa nữa. Nhậm San San cười đáp, Huyền Bình, anh vẫn chưa biết à. Nước Long đã quyết định xây dựng Hải Thành thành trung tâm mua bán đan dược và thị trường mua bán dược liệu lớn nhất cả nước, gọi Hải Thành và các đảo xung quanh là Hải Kinh. Chuyện này chỉ mới bắt đầu, em cảm thấy một khi hoàn thành, giá đất ở Hải Thành chắc chắn sẽ tăng vọt. Cô ấy nói tiếp, mà nay đã khác trước rồi. Sức mua của những người tu hành rất đáng kinh ngạc, tiền bùa lại là loại tiền tệ thông dụng của các giới. Vậy nên về lý thuyết, giá cửa hàng ở Hải Thành sẽ không có giới hạn trên mà chỉ càng ngày càng cao thôi. Ngô Bình gật đầu, vậy được, anh sẽ mua một loạt cửa hàng ở Hải Thành và Long Kinh. Cửa hàng ở Hải Thành sẽ do em và chú quản lý nhé. Sau đó Ngô Bình đến thăm Đường Tử Di, còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày sinh của Đường Tử Di rồi. Nghe kể lại chuyện hôn lễ, cô ấy cười bảo, em nghe theo anh cả. Hừm,
tiếc là cô dâu không chỉ có mỗi em. Ngô Bình nắm tay cô ấy, xin lỗi vợ, nếu em không muốn thì sau khi thần hóa, anh sẽ biến ra một hóa thân và mãi mãi ở phía sau em nhé. Đường Tử Di lắc đầu, em chỉ phàn nàn một tí thôi, anh đừng để trong lòng. Bây giờ em theo anh, có thể sống mãi không già, thời gian chúng ta ở bên nhau rất dài lâu, em nào còn để bụng chuyện một sớm một chiều ấy chứ. Ngô Bình cười bảo, vợ anh rất biết lo cho đại cục, thật đáng ngưỡng mộ. Anh thôi đi, Đường Tử Di nhéo anh một cái, à phải, dạo trước ông nội có đến thăm em. Bây giờ Đường Môn phát triển rất tốt, nhưng gần đây gặp chút rắc rối. Thái thú địa phương rất có thế lực, không mấy thân thiện với Đường Môn. Ngô Bình ừ một tiếng, chờ em sinh xong, anh sẽ đến đó một chuyến để xử lý chuyện này. Anh ở nhà với Đường Tử Di vài ngày thì Lý Mai về tới, cả hai liền đi đến Long Kinh. Chuyến đi Long Kinh lần này, Ngô Bình có hai việc phải làm, chuyện thứ nhất là mua cửa hàng. Trong tay anh hiện có rất nhiều tiền, tiền thưởng của Thiên Đạo Môn, tiền thưởng của cuộc thi y đạo, cộng thêm tiền mà Thiên Địa Kiếm Tông và Thiên Tượng Kiếm Môn cho anh. Bây giờ anh không thiếu tiền, mua vài cửa hàng để đầu tư cũng tốt. Chuyện thứ hai, thân là thủ lĩnh cấm quân nhưng anh vẫn chưa chính thức nhậm chức. Sau này muốn có chỗ đứng ở Long Kinh, thân phận thủ lĩnh cấm quân này sẽ cực kỳ hữu ích. Long Kinh là thủ đô nước Long, diện tích hiện đã vượt quá 1 triệu km vuông. Đây chỉ là diện tích bên ngoài, Long Kinh có rất nhiều không gian gập, diện tích bên trong còn lớn hơn. Nếu cộng cả diện tích của không gian gập thì con số sẽ khủng khiếp lắm. Hiện nay người bình thường đã không còn vào Long Kinh được nữa, trừ phi là đến đây làm đầy tớ, tạp dịch. Dù là tu sĩ cũng phải đăng ký tên tuổi lai lịch, chỉ có người đạt cảnh giới nhân tiên và tu vi cao hơn mới được vào trong. Nếu như là khu vực trọng tâm thì ngay cả nhân tiên cũng không thể vào, phải tu hành đạt mức địa tiên mới được đi vào. Trong Long Kinh có bài bố đại trận tụ linh, tiên khí và linh khí cao chiều không ngừng tụ về, người bình thường sinh sống ở môi trường thế này cũng được tăng cường thể chất, sống đến mấy trăm tuổi. Ngoài linh khí dồi dào, vận khí của Long Kinh cũng mạnh cực kỳ. Sống ở đây lâu dài sẽ nhiễm được vận khí, từ đó giúp việc tu hành của bản thân suôn sẻ hơn. Điểm thu hút lớn nhất của Long Kinh là hội tụ những người có tu vi cao thâm và anh tài trong thiên hạ. Vậy nên ở đây có thầy luyện đan, có tiên y, còn có trung tâm tập kết mua bán các mặt hàng khác nhau. Điều này dẫn đến việc một lượng lớn người đổ về Long Kinh, có người định cư, có người làm ăn, người thì tìm cơ hội tốt. Hiện tại dân số nội bộ Long Kinh đã sớm vượt quá 300 triệu người, mà con số ấy còn đang tăng rất nhanh. Trong 300 triệu người này, phần lớn đều có tu vi cao. Lý Mai đi cùng Ngô Bình nên không bị cản trở gì, dù sao trong tay anh cũng có thẻ bài của thủ lĩnh cấm quân. Cả hai đến một trong những khu vực sầm uất nhất Long Kinh. Đất ở đây vô cùng đắt đỏ, một căn nhà đã có giá cả 100 triệu tiền báu. Tìm kiếm một hồi, Lý Mai nhìn thấy một cửa hàng đang được bán lại, cô ấy lập tức bảo Ngô Bình đến đó xem thử. Đi đến trước cửa hàng, chủ cửa hàng đang ngồi bên trong hướng dẫn tạp dịch kiểm kê hàng. Nhắc thấy Ngô Bình, ông ta hỏi, xem cửa hàng hay mua lọ đan. Hóa ra đây là cửa hàng chuyên bán lọ đựng đan dược. Đan dược luyện chế phải được bảo quản trong lọ chuyên dụng mới có thể kéo dài công hiệu. Nếu không, đan dược rất dễ thất bại, gây ra tổn thất. Ngô Bình hỏi, ông chủ muốn bán cửa hàng à? Giá bao nhiêu vậy? Ông chủ đáp, nếu anh muốn mua thì cả cửa hàng và hàng hóa ở đây có giá tổng cộng là 3,7 tỷ tiền báu. Ngô Bình hỏi, cửa hàng có giá bao nhiêu, lọ đan có giá bao nhiêu? Ông chủ nói, cửa hàng là 1,8 tỷ, lọ đan khoảng 2 tỷ. Ngô Bình lấy một chiếc lọ lên xem, anh là thầy luyện đan nên rất quen thuộc với lọ đan, loại lọ này chỉ có hạn sử dụng khoảng 10 năm, không đáng ngần ấy tiền. Ông chủ bảo, đừng xem nó nữa, trong này có lọ đã bảo quản đan dược 100, 1000 năm rồi đấy. Ngô Bình nói, thế tôi không xem nữa. Tôi có thể chấp nhận giá này của ông, nhưng có một điều kiện, ấy là ông phải giao cho tôi kênh nhập hàng của số lọ đan này. Ông chủ cười bảo, có gì khó đâu, hàng của tôi đều nhập từ nước Ngọc Bình, anh chỉ cần đi là biết nơi đó chuyên sản xuất lọ đan ngay. Ngô Bình hỏi, có phải quốc gia nào cũng sản xuất loại lọ này không? Ông chủ gật đầu, sản xuất lọ đan là một ngành công nghiệp khổng lồ, sử dụng hơn 100 loại vật liệu quý, kỹ thuật sản xuất cũng rất phức tạp. Còn dùng cả phù văn, khắc chữ, vân vân. Thật ra Ngô Bình rất cần loại lọ đan này. Bình thường anh đều mua lọ trên mạng tiên,
bèn hỏi, so với hàng trên mạng tiên, lọ đan của nước Ngọc Bình có sức cạnh tranh không? Ông chủ đáp, dĩ nhiên là có. So về phẩm chất và giá cả, hàng của nước Ngọc Bình luôn hơn một bậc. Mà hàng trên mạng tiên có 30% là hàng do thương nhân nhập từ nước Ngọc Bình đấy. Ngô Bình gật gù, vậy thì tốt. Hai bên rất thẳng thắn, Ngô Bình trả 3,7 tỷ, đối phương giao cửa hàng cho anh. Trong lúc trao đổi, Ngô Bình mới biết ông chủ này không hề muốn bán cửa hàng, với thân phận hiện giờ của ông ấy, đã không còn quyền vận hành cửa hàng ở đây nữa. Hóa ra, nước Long vừa ban hành chế độ phân loại cấp bậc công dân. Ở nước Long, cấp thấp nhất là tiện dân gần như không có quyền lợi gì, giết chết tiện dân cũng không phạm pháp, chỉ cần bồi thường một chút tiền cho người nhà là được. Tiện dân chỉ có thể làm những ngành nghề thấp kém nhất, chẳng hạn như vận chuyển phân, đào cống rãnh, đốt than, xuống giếng mỏ, khuân vác, vân vân. Lai lịch của tiện dân thường là con cháu của những người dân bản địa đã phản kháng của các vùng đất bị chinh phục. Một người đã trở thành tiện dân thì sẽ không bao giờ trở mình được. Xếp trên tiện dân là thường dân có quyền lợi, nhưng vẫn thuộc tầng lớp ở đáy xã hội. Thường dân có thể kinh doanh nhỏ và tham gia vào các công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chẳng hạn như thợ xây, nhân viên giặt là, tạp dịch cấp thấp, đánh xe ngựa, bồi bàn, thợ rèn, vân vân. Trên thường dân chính là quý tộc. Trong quý tộc hạng nhất là cao quý nhất, đa số là vương công đại thần. Ví dụ như Ngô Bình là chức thủ lĩnh cấm quân, thân phận của anh chính là quý tộc hạng nhất. Xếp trên quý tộc có vương tộc, thường là vương được phân phong ở các nơi và các quyền thần của nước Long. Quyền thần của nước Long hầu như đều có vương tước. Địa vị cao nhất chính là hoàng tộc. Hiện nay số lượng hoàng tộc của nước Long vẫn còn ít, nhưng theo thời gian, số lượng hoàng tộc chắc chắn sẽ tăng nhanh. Sau khi nhận giấy tờ nhà đất, ông chủ chắp tay chào tạm biệt. Kể từ nay, cửa hàng này đã thuộc về Ngô Bình. Lý Mai nói, Huyền Bình này, anh định bán những lọ đan dược này hay giữ lại dùng? Ngô Bình đáp, giữ lại trước đã. Lý Mai cười bảo, vậy hôm nay em ở lại tiệm để xử lý số lọ này. Ngô Bình gật đầu, anh đến Hoàng Cung một chuyến để hoàn tất thủ tục của thủ lĩnh cấm quân. Sau đó anh để lại vài lá bùa ngọc, bảo cô ấy có chuyện gì thì liên lạc với mình. Lý Mai nói, yên tâm đi, trên lọ đều có niêm giá mà, không có gì khó đâu. Thế là Ngô Bình đến Hoàng Cung, liên hệ với Trác Công Công. Trác Công Công đã chờ ở trước cung từ lâu, là thái giám dự ấn, Trác Công Công có địa vị rất cao ở trong cung, có thể xem trọng Ngô Bình như vậy, tất nhiên là đã nhìn ra tiền đồ sáng lạn của anh. Nên biết rằng, dù vương gia hay tổng đốc đến đây, Trác Công Công cũng chẳng để tâm đâu. Ha ha, thủ lĩnh Ngô đã xử lý xong chuyện rồi chứ? Ngô Bình cười bảo, Trác Công Công, tôi đến nhậm chức đây. Trác Công Công gật đầu, tốt quá, chúng ta đến chỗ cấm quân trước nhé, tôi sẽ sai người chạy đi làm thủ tục, hai chúng ta ở đó uống trà và trò chuyện. Ngô Bình biết uống trà và trò chuyện ở đây hẳn là muốn bàn giao gì đó, bèn đáp vậy làm phiền Công Công. Trác Công Công đưa Ngô Bình đến một doanh trại ở phía bắc Hoàng Cung. Doanh trại chiếm diện tích rất lớn, bên trong còn có càn khôn, xây vài động tiên để chứa quân nhu, lương thực. Trong lều, một tu sĩ trung niên mặc áo giáp vàng đang ngồi ngay ngắn, bên cạnh là rất nhiều tướng lĩnh dưới quyền, trông họ như đang đợi chờ ai đó. Một quan tướng ở bên trái cất lời, trước giờ thủ lĩnh cấm quân đều do tướng quân lựa chọn, sau nay hoàng đế lại tự chỉ định. Tướng quân mặc giáp vàng đáp, suy nghĩ của hoàng đế, thần tử như chúng ta không nên tùy tiện bàn luận. Bệ hạ bảo chúng ta làm gì thì chúng ta cứ làm theo. Quan tướng kia nói, lệnh của bệ hạ, tất nhiên chúng ta phải dốc sức thực hiện. Nhưng vị thủ lĩnh được cử đến này cũng phải có bản lĩnh mới được. Ngộ nhỡ đối phương là kẻ bất tài, các anh em sẽ không phục đâu ạ. Đúng vậy, nếu đó chỉ là hạng rẻ cùi tốt mã, chúng ta sẽ cho người đó biết tay. Hỗn sược, tướng quân giáp vàng trầm giọng, ở nước Long chúng ta, thủ lĩnh cấm quân không chỉ luyện binh mà còn quản lý kỷ luật quân đội. Nếu các anh em hành xử bừa bãi, dù thủ lĩnh đánh chết mọi người, tôi cũng không thể nói gì. Người đàn ông trung niên ở bên phải nhẹ nhàng cất tiếng, cảm ơn các anh em. Tôi biết mọi người nói vậy đều vì bất bình thay họ Chu này. Nhưng lệnh thánh khó trái, hoàng đế bệ hạ cảm thấy tôi bất tài, tôi chỉ đành rời khỏi doanh trại. Mọi người đồng loạt nói, thủ lĩnh Chu võ nghệ cao cường, lại là võ thiên tiên, từng là người mạnh tiếng tăm trên bảng tiên tôn. Người sắp đến làm sao có thể so sánh với thủ lĩnh kia chứ?
vị thủ lĩnh họ Chu này còn định nói gì đó thì chắc công công đã đưa Ngô Bình đến. Tướng quân giáp vàng bèn đứng dậy nghênh đón, cất lời với vẻ mặt tươi cười, chắc công công đến rồi. Chắc công công cười bảo, đại tướng quân, vị này là Ngô Bình, thủ lĩnh cấm quân do bệ hạ chỉ định. Ngô Bình ôm quyền, chào đại tướng quân. Tướng quân mặc giáp vàng này tên là Ngụy Nguyên, thống lĩnh 800.000 cấm quân, quyền cao chức trọng, còn có vương tước. Ngụy Nguyên cười đáp, thủ lĩnh Ngô, hân hạnh. Trác công công nói, bệ hạ bổ nhiệm thủ lĩnh Ngô tất nhiên là vì thủ lĩnh Ngô có võ nghệ cao siêu, tư chất nghịch thiên. Có lẽ các vị chưa biết, thủ lĩnh Ngô là võ vương truyền kỳ 9 sao. Kỷ lục này, mấy nghìn năm qua chưa từng có ai đạt được. Tất cả đều sững sờ, võ vương truyền kỳ 9 sao. Thủ lĩnh họ Chu nọ cười ha ha, tuy võ vương truyền kỳ 9 sao rất cự phách, tiếc rằng cảnh giới vẫn còn hơi thấp. Ngoài miệng thì nói không để bụng, song vị thủ lĩnh Chu này cực kỳ không phục. Dù gì ông ta cũng là võ thiên tiên, năm xưa là võ tiên tôn còn từng leo lên bảng tiên tôn. Ai cũng thiên tài cả, ông ta chẳng hề giật mình trước thành tích của Ngô Bình. Liếc nhìn ông ta, Trác công công nói, thủ lĩnh Chu, tôi vừa được nhận được tin. Hiện nay thủ lĩnh Chu là người xếp hạng nhất bài kiểm tra hoàn toàn xứng đáng của học phủ truyền kỳ. Lời vừa dứt, những người có mặt ở đây đều bàng hoàng. Đứng nhất bài kiểm tra học phủ truyền kỳ. Thủ lĩnh Chu cũng kinh ngạc, không thể nào. Kết quả kiểm tra của học phủ truyền kỳ còn chưa công bố. Trác công công đáp nhẹ, chuyện mà thủ lĩnh không biết, không có nghĩa là tôi cũng không biết. Đối phương im bặt, đúng thế, chuyện mà ông ta không biết thì Trác công công vẫn có thể biết. Bởi đó là thái giám dư ấn của nước Long. Trác công công cười bảo, thành tích đứng nhất bài kiểm tra cũng chẳng có gì. Sự lợi hại của thủ lĩnh Ngô nằm ở chỗ, thành tích của anh ấy rất có khả năng còn đứng đầu trong lịch sử. Thủ lĩnh Chu không nhìn được, bèn bảo, học phủ truyền kỳ chỉ mới thành lập, đứng đầu trong lịch sử ở đâu ra kia chứ? Trác công công nói, xem ra thủ lĩnh Chu không biết rõ nội dung kiểm tra của học phủ truyền kỳ. Tuy học phủ truyền kỳ mới thành lập không lâu, nhưng đạo cụ dùng trong kiểm tra đều là vật có nguồn gốc lâu đời, đã tồn tại qua nhiều năm và từng kiểm tra vô số kỳ tài thiên kiêu. Nói đơn giản hơn thì cứ lấy những thành tích cá nhân tốt nhất trong số các thiên kiêu trong lịch sử, lập thành một danh sách thành tích mạnh nhất lịch sử. Dù có một tờ danh sách như vậy thì vẫn không ai vượt qua được thủ lĩnh Ngô. Thủ lĩnh Chu nhìn sang Ngô Bình với ánh mắt có phần kinh hãi. Tuy ông ta là võ thiên tiên, nhưng Ngô Bình trong mắt ông ta bỗng trở nên thật bí ẩn khó lường. Ngô Bình cười nói, Trác công công quá khen rồi, có lẽ do tôi may mắn thôi. Trác công công cười bảo, chuyện này không liên quan đến vận may, là năng lực thật sự. Hoàng đế bệ hạ nghe được tin này đã vui đến mức vỗ đùi, còn bảo chức thủ lĩnh cấm quân khá thiệt thòi cho anh. Chẳng qua chiếu chỉ đã ban, rất khó thu hồi. Bệ hạ nói thủ lĩnh hãy ở cấm quân khoảng một năm hơn, về sau còn trọng dụng. Câu này đã quá rõ ràng, thủ lĩnh cấm quân chỉ là một bàn đạp đối với Ngô Bình. Trong tương lai, anh sẽ còn bước lên một bậc cao mới. Thủ lĩnh Chu khẽ thở dài, ôm quyền tiến lên, đại tướng quân, Trác công công, Chu mỗ xin lui. Khi ông ta xoay người rộng bước đi thì bị Ngô Bình gọi lại, chờ một chút. Thủ lĩnh Chu quay lại hỏi, thủ lĩnh Ngô có điều gì muốn chỉ giáo? Ngô Bình đáp, tôi chưa từng làm thủ lĩnh cấm quân. Nếu muốn, ông có thể ở lại làm trợ thủ của tôi. Ông ta sững sờ. Sau khi suy nghĩ một lúc vẫn lắc đầu, Chu Mỗ đã có trốn muốn đi, có điều vẫn cảm ơn ý tốt của thủ lĩnh Ngô. Tạm biệt. Người này cũng khá phóng khoáng, nói đi là đi. Ngụy Nguyên cười bảo, sự có mặt của thủ lĩnh Ngô chắc chắn sẽ giúp cấm quân hùng mạnh hơn, chúng tôi rất hoan nghênh. Lúc này không còn ai xem thường Ngô Bình nữa. Khoan hãy nói những cái khác, danh hiệu đứng đầu trong lịch sử học phủ truyền kỳ đã đủ làm họ nể sợ rồi. Trác công công cười bảo, đại tướng quân, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để trò chuyện nhé. Ngụy Nguyên cười đáp, được. Trác công công, thủ lĩnh, mời. Ngụy Nguyên mời hai người đến thư phòng của mình, sai người pha trà nước, sau đó hướng mắt về phía Trác công công. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85.